trong cuộc sống này, dù là đời hay là đạo, chúng ta không sống ngoài chữ duyên. Ví dụ như có nhiều người họ đâu có biết Phật pháp gì đâu, nhưng mà hễ mà hai người đó thương nhau, cái thì hỏi sao cái anh chàng nó thương cái cô đó dữ vậy, cái mình nói sao, thì tại hai đứa nó có duyên với nhau, phải không? À, như vậy rõ ràng người tin Phật hay không tin Phật, hiểu giáo lý hay không hiểu giáo lý, nhưng ngay chúng ta sống trong đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam, thì cái chữ duyên trong nhà Phật đó, nó đã bàn bạc trong cuộc sống mình mỗi ngày rồi. Thậm chí một cái người đứng lên tổ chức hay là làm cái buổi MC, tức là người hướng dẫn chương trình cho một buổi đám cưới, hôm nay hai họ kết duyên cho đôi nam nữ nào đó, và thường gọi một cái duyên mà lành giữa hai người với nhau thì thường thường người ta gọi là lương duyên. Quý vị thấy không? Hai cái đó nếu mà chúng ta gặp nhau mà chúng ta đều tạo cái lành cho nhau, cái đó gọi là lương duyên. Còn đối với Phật pháp, chúng ta gặp nhau trong cuộc đời này, chúng ta đều tạo cái tốt lành cho nhau, cho nên nhà Phật gọi là thiện duyên, mà chúng ta không tạo những cái ác duyên. Bởi vì chúng ta được gặp nhau trong đời này không phải tự nhiên. Quý vị thấy mình kẻ nam người bắc, ở nếu mà mình ở Việt Nam mình có gặp ai đâu, tự nhiên một cái duyên cái mỗi người trôi dạt, khi mà mình đi mình cũng biết đời mình sẽ trôi dạt về đâu và tương lai mình sẽ như thế nào. Rồi qua đến đây chúng ta gặp đủ các duyên hết, người ta đưa mình về mỗi nơi mỗi thành phố, phải không? Giống như khi quý thầy đi xuất gia, quý thầy gặp một vị thầy đó có cái tâm khải phát, xin thầy đó cho mình đi xuất gia. Đi xuất gia với thầy đó, cái mình với thầy đó có duyên. Rồi mình cũng chẳng nghĩ cuộc đời mình mai mốt mình được làm trụ trì ở đâu, tự nhiên duyên cho nó tới cái đẩy mình về một cái thành phố nào đó lớn nhỏ gì đó, một cái chùa nó lớn nhỏ gì đó, cái mình ở đó mình làm trụ trì, mình hướng dẫn Phật tử. Vậy thì mình có duyên với Phật tử ở vùng đó. Vì vậy thì quý vị thấy, ngay cả khi Pháp Hòa đi tu, đâu có bao giờ nghĩ ngày nay mình được một cái cơ hội mình đi chu du khắp nơi để gặp được đồng bào Phật tử của mình các nơi, mà cũng không bao giờ dám nghĩ tới là có một ngày nào đó những cái lời chia sẻ mà thô thiển của mình được Phật tử thương quý mà để lên trên mạng như vậy. Như vậy quý vị thấy rõ ràng tất cả là cái duyên. Nhưng mà cái này là duyên gì? Duyên lành hay duyên dữ? Lành. Duyên lành. Rồi có nhiều người á, mình nghe thầy này nói chuyện mình thích, tại thầy này nói mình dễ hiểu, thầy kia nói mình khó nghe, khó hiểu. Nghe pháp cũng phải có duyên với vị đó. Tại vì có nhiều khi cái vị đó nói đạo lý, nhưng mà bởi vì cái trình độ căn cơ mình chưa đủ để mình thấm nhập cái phần đó, cái mình nghe mình không hiểu. Vậy mà mình bước sang một cái vị khác, mình nghe thầy đó nói tới đâu mình thấm tới đó, nói tới đâu mình hiểu tới đó. Thầy với vị mình với thầy đó có gì? Có duyên. Như vậy quý vị thấy không? Chữ duyên nó bàn bạc trong cuộc sống. Nhiều khi quý mình nói tôi không có tin trời Phật gì hết á, nhưng mà chữ duyên mình vẫn nói trong cuộc sống của mình. Như vậy thì duyên là gì? Là điều kiện. Duyên là điều kiện. Duyên là mỗi người chúng ta đều có một cái căn chủng trong lòng của mình, rồi chúng ta giao với nhau, chúng ta giao với nhau rồi mới gặp. Nếu quý vị chưa từng nghe Phật pháp, chưa từng biết một thầy nào trên băng giảng, chưa từng biết cái gì Phật pháp, thì chắc chắn chiều nay không có ở đây. Tại sao vậy? Trời thì nóng, lại nhằm ngày thường đi làm về vừa đói vừa mệt, lại vô trong một cái phòng ngồi đông đảo như thế này, mồ hôi mẹ mồ hôi con gì nó đua nhau nó ra, mà mình vẫn bình an, mình ngồi mình vững chãi như vậy, mà mình khởi tâm hoan hỷ như vậy, đó rõ ràng là mình có gì? Mình có cái thiện duyên, mình có cái duyên lành chứ không phải. Rồi hôm nay mình gặp nhau, mình lần đầu tiên mình gặp nhau như thế này đều là cái gì nè? Kết duyên rồi, phải không? Ở ngoài đời mà một người nam một người nữ mà gặp nhau nó thích nhau, người ta hay chọc kết mô đen. Còn mình không phải là kết mô đen, là mình kết cái duyên với nhau. Chữ kết là gì? Kết là mình cột, mình chung lại. Nhưng mà có nhiều người sẽ đặt một câu hỏi, đạo Phật nói là các duyên
không, là vô thường, rồi cộng thêm kết chừng nào thì khổ chừng nấy. Nhưng mà tại sao ở đây nhà Phật cứ cái gì cũng là kết duyên? Nó hai phần. Người thế gian người ta kết đâu người ta khổ đó. Tại vì sao? Tại vì người ta có dính mắc, có đối tượng, có cái ý là muốn chiếm hữu. Ví dụ cô đó cũng thương cái anh đó thì cô kết anh đó rồi thì cô muốn anh đó trực thuộc về cô đó thôi, hay là anh đó muốn cô này trực thuộc về cái cô ảnh thôi, không muốn chia sẻ. Còn mình á, quý vị ở đây đạo hữu trí trí phát gặp Pháp Hòa ở bên Pháp cách đây 2 năm, khi Pháp Hòa đang ở Pháp rồi phái đoàn Phật tử bên Đức này đi qua bên đó, tình cờ đến một cái địa điểm, một cái ngôi chùa gặp Pháp Hòa đó, thì mấy vị cũng có ý muốn mời Pháp Hòa về đây, rồi cứ giữ liên lạc giữa hai ba giữa một vài Phật tử ở đây với Pháp Hòa, giao cái duyên, kết cái duyên, rồi để hôm nay sao tất cả chúng ta được hưởng cái duyên, phải không? Tại vì quý vị đâu có biết Pháp Hòa hết đâu, chỉ biết qua mạng thôi, nhưng mà phải cử một người nào đó đại diện để liên lạc, sắp xếp chương trình. Như vậy thì chúng ta thấy rằng trong cuộc sống này, mỗi ngày không ngày nào mà chúng ta không kết duyên cả. Vậy thì chúng ta phải tỉnh giác, chánh niệm để chúng ta đừng có kết những cái duyên đau khổ, mà chúng ta phải kết những cái duyên hạnh phúc, duyên an lành. Ví dụ vợ chồng gặp nhau trong đời này, bạn bè gặp nhau trong đời này đều là duyên. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng cái duyên này là duyên lành chứ không phải duyên xấu. Và hơn nữa, cái duyên trong Phật Pháp thì chúng ta gieo tới đâu thì chúng ta làm hạnh phúc cho nhau tới đó, chứ không có làm khổ cho nhau. Bởi vì theo ngoài đời là người ta trói, duyên nào dính rồi là trói. Hai người bạn thân với nhau rồi chỉ muốn người đó là thân với mình, mà lỡ mình không thích người khác mà thấy bạn mình chơi với người kia, mình cũng không vui nữa, mình cũng không vui nữa. Rồi thậm chí mình đôi lúc người mà dở hơn nữa, tâm hẹp hơn nữa thì sao, nghỉ chơi với bạn luôn, tại vì bạn chơi với người kia tôi không thích. Rõ ràng cái duyên của mình trong đời kết thì cũng có kết, nhưng mà chúng ta thắt chặt, chúng ta làm một cái gút rồi để rồi tự chúng ta đắm chìm trong đó mà không thể giải được. Như vậy thưa đại chúng, mỗi ngày nói theo đời chúng ta gặp nhau là duyên, có nhiều người duyên ngắn, có nhiều người duyên dài. Duyên dài là có thể quen với nhau, thân với nhau một thời gian rất dài, và thậm chí từ lúc quen cho đến lúc mất cũng đều giữ được cái duyên lành đó. Rồi có nhiều người gặp nhau thì thân thiết, chơi với nhau thời gian duyên nó làm sao, nó giảm. Đáng lý ra phải gì, mỗi khi mà chúng ta gặp nhau rồi, chúng ta phải kết duyên rồi, thì chúng ta phải trợ duyên. Trợ là gì? Là trợ là tiếp sức. Mà rốt cuộc cái duyên này càng ngày càng mỏng, càng mỏng, càng nhạt cái đứt dây. Đó. Như vậy thì bây giờ quý vị nghĩ, đời như vậy, bây giờ mình có duyên Phật Pháp rồi nè, mà thử thời bây giờ mà không trợ duyên coi, cái duyên Phật Pháp mỏng không? Mỏng. Ví dụ bây giờ ở vùng này, phải không? Ví dụ vùng này không có chùa, rồi cũng chẳng ai tha thiết tổ chức tụng kinh, thỉnh sư tín thuyết pháp, rồi cái mình ở đây thời gian rồi cuối tuần nào cũng đi chơi quen rồi, cái bắt đầu mình cũng quên dần Phật Pháp, thì cái duyên đó không ai trợ cho mình, rồi cái duyên nó cũng mỏng. Rồi bây giờ mỗi ngày mình ở nhà, mới đầu mình đi chùa, trời thích tụng kinh lắm, cũng thinh xin cuốn kinh về tụng, tụng rồi thời gian sao tụng thấy cũng bình thường quá, không có cố gắng tinh tấn siêng năng để trợ cho cái duyên này. Một ngày tụng 5 ngày nghỉ, rồi một tuần ngày tụng 2 tuần nghỉ, từ từ cái duyên này nó cũng mỏng nhạt đi. Cho nên cho dù mình biết Phật Pháp, nhưng nếu duyên này mình không bồi bổ, không đắp xây, không trợ cũng không được. Cho nên làm bạn hữu với nhau, gặp nhau trên đường tu như vậy là quý lắm. Cho nên chúng ta phải trợ duyên. À, mình còn hồi nãy mình kết duyên rồi nè, gieo duyên rồi nè, thấy bạn mình chưa biết tu, gieo duyên, hướng dẫn. Có nhiều người người ta đâu có biết, ta nghĩ đâu có biết, đâu có muốn cho biết bố thí gì đâu. Cái mình nói chị ơi, bữa nay ở Việt Nam đang bão lụt, tụi em đang gom tiền về để mà cứu trợ.
chị có muốn góp phần chút không, kệ 5 10 đồng mình cứu bà con mình trong cái bão lụt. Người này hồi nào giờ không có biết làm cái việc đó. Tại sao? Một là có thể không ai kêu gọi, hai là có thể người này nghĩ tôi đâu cần thiết phải làm việc đó, tôi lo thân tôi còn chưa rồi, mắc chi tôi lo người khác. Nhưng mà nhờ có thể những lý do nào đó cho nên chúng ta phải nói, chúng ta phải mời, để chi? Để cho mình trợ cho cái duyên đó, hay nói cách khác là mình gieo cho cái người đó một cái duyên để người đó khai phát tâm lành, làm những cái điều lợi ích. Cho nên nếu mà chúng ta có chánh niệm mỗi ngày á, chúng ta là những người gieo duyên, khải duyên. Khải là gì? Sơi khơi lên, khơi duyên cho người ta, khơi duyên, gieo duyên, trợ duyên để cho người đó đi đến cái chỗ gì? Cái chỗ thuận duyên. À, tu cũng phải thuận duyên nha. Ví dụ như bây giờ á, mình tụng kinh, cái hễ sắp tới giờ tụng kinh thì có người rủ mình đi đây đi kia, hoặc là mình muốn đi tụng kinh nhưng mà ở nhà mình cái hoàn cảnh không cho phép, hoặc mình muốn đi chùa nhưng mà nhà mình ở cái trật cái đường đi xe gỗ rất là khó, không ai ở gần khu mình cũng không thể thuận đường để mình đi, hoặc là cứ mỗi lần mình sắp sửa đi chùa tụng kinh thì lại việc này việc nọ đến, cái đó là nghịch duyên hay là chướng duyên chứ không phải là thuận duyên. Bây giờ mình muốn thuận duyên thì mình phải phải khởi phát cái tâm luôn luôn trợ duyên cho người khác, gieo duyên cho người khác, thì tự nhiên cuộc sống của mình nó cũng có một phần nào thuận duyên. Đừng có nói tu hành, việc làm trong cuộc sống. Nhiều khi có người người ta làm sơ sơ người ta ăn thiệt, còn mình làm rất thiệt không có ăn. Tại vì sao? Tại mình không đủ duyên. Cái mình luôn luôn gặp những cái chướng duyên. Bây giờ mình mở một cái nhà cửa hàng bán thức ăn, mướn người ta vô làm mà cái người làm không biết thương chủ, phung phí thức ăn rồi làm những cái điều mà làm cho cái tiệm mình lỗ lã vì mình ít có ở đó. Cái mình sao? Mình cũng không có đủ cái duyên để có được một người làm tốt, họ thương mình, họ biết giữ gìn sản nghiệp cho mình, rồi từ từ mình cũng mất mát. Cho nên ngoài đời làm việc cũng phải thuận duyên, sợ nghịch duyên. Tu cũng vậy, tu thì cũng muốn thuận duyên và cũng muốn sợ cái nghịch duyên. Tuy nhiên, đối với nhà Phật, với cái tâm chí hùng lực của mình thì cho dù nghịch duyên, chúng ta cũng cố gắng vượt những cái duyên nghịch đó để chúng ta đi đến cái gì? Đến thắng duyên. Thắng duyên là gì? Là cái duyên thù thắng. Muốn được cái duyên thù thắng đó thì tâm chí của chúng ta mỗi ngày cũng phải thù thắng. Ví dụ mình kết duyên với Phật. Kết duyên với Phật là kết làm sao? Ví dụ bây giờ bản thân mình ngày không có thắp cho Phật cái hương, mặc dù Phật không cần, nhưng mà cái hương đó để làm gì? Để nói lên mỗi ngày con có nhớ đến Phật. Người có nhớ đến Phật thì không có nhớ đến ma, không nhớ đến tà. Nhớ đến chánh thì không nhớ tà, nhớ Phật thì nhớ điều thiện, không nhớ điều dữ. Cho nên mỗi ngày ít nhất cũng một chút được kết duyên với Phật, thắp một cây hương cho Phật, thậm chí lạy Phật ba lạy, hoặc là lạy không được nữa, đi làm xá Phật ba xá, đi làm về xá Phật ba xá, không ngày nào không làm việc đó. Quý vị thấy quý thầy ở chùa mỗi ngày lạy Phật mấy lần rồi, vậy mà tới nhà Phật tử, bước vô nhà Phật tử, cất đôi giày xong bước vô thấy nhà nào có bàn thờ Phật là đến chắp tay xá Phật, xá Tam Bảo ở nơi đó. Bởi vì mình đến đâu gặp bàn Phật, mặc dù là hình thức, nhưng nếu chúng ta biết hướng, nghĩa là chúng ta có điểm. Cái điểm gì? Điểm để mình hướng. Thấy bàn thờ là cái điểm, rồi tâm mình hướng Phật dù một giây phút, một câu. Rồi bây giờ bản thân mình kết duyên với Phật rồi, giờ mình muốn kết duyên cho người thân mình đấy, lại Phật đi anh. Không, bà lại được rồi, tôi không mắc gì tôi lại. Có nhiều khi vợ lại Phật chồng có lại đâu, phải không? Vợ xá Phật thắp hương Phật chồng cũng đâu có làm, hoặc là ngược lại chồng làm mà vợ không làm, hoặc là mình cha mẹ làm mà con cái nó không làm. Bây giờ mình muốn kết duyên cho mấy đứa nhỏ mình làm sao? Quý vị có một cái hình Phật treo đâu đó trong phòng khách,
Nhưng mà nhớ đừng có treo không, ghi cái tên Phật đó dưới. Ví dụ như bây giờ hình Phật Bổn Sư Thích Ca, mình để Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nó đi ngang nó thấy cái hình đó, nếu mà cái hình đó không có chữ, nó không có đọc đâu. Đi ngang cái con người thói quen thấy chữ là phải đọc, dù mỗi ngày chữ đó mình gặp đọc 1.000 lần, nhưng mà đi ngang vẫn đọc. Cứ một lần nó đọc Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật là mình gieo cái duyên Phật cho nó. Quý vị hiểu ý không? Nam Mô Di Đà Phật. Cho nên mình phải biết cái cách. Có nhiều người ta đâu có niệm Phật, đời nào niệm mắc cỡ chết. Nhưng mà giờ bước vô nhà thấy chữ Nam Mô Di Phật có thói quen phải đọc à. Giống như mình đi đường vậy đó, đi ngang tiệm Thái Đạt phải đọc Thái Đạt. Đi ngang tiệm bánh mì Xuân Hương phải đọc Xuân Hương, vì thói quen thấy chữ gì đọc chữ đó. Thì bây giờ mình viết Nam Mô Di Đà Phật để người ta thấy cái chữ đó người ta đọc. Ví dụ quý vị bước vô đây, quý vị thấy chữ đạo tràng pháp duyên, tới đây chục lần thấy chữ đó tự nhiên trong đầu cũng khởi đạo tràng pháp duyên. Cái đó là mình khởi gì, mình khơi cái gieo cái duyên Phật cho người nếu người chưa làm. Cho nên người ta không niệm thì mình tìm cách mình gieo duyên, mình treo hình Phật. Thí dụ bây giờ trước cửa đây dựng cái tượng Phật, cái ông đó ông không phải đạo Phật mà ông cũng chẳng tin gì, nhưng mà đi ngang ông gặp cái đó, người ta hỏi anh cái đó gì vậy anh, thì cái tượng Phật chứ gì, miệng ông cũng nói được chữ Phật, hồi nào giờ ông có nói, nhưng mà cái tượng đó đi ngang không lẽ ông nói tượng thánh tượng gì, ông phải nói tượng Phật thôi. Mà cái chữ Phật đó là gì, khởi từ cái miệng của người đó do thấy cái tướng. Giống như mình bây giờ đó, mình gặp người ta, ô chị Năm, bình thường không có người đó xuất hiện chữ chị Năm nó không có, mà hãy người đó xuất hiện cái chị Năm, chị Bảy, anh Hai, anh Ba, mình kêu lên cũng như thế. Cho nên trong kinh mới có câu kỳ hữu kiến ngã tướng, nải chí văn ngã danh, giai phát bồ đề tâm, vĩnh xuất luân hồi khổ. Con nguyện cho con nếu đủ duyên lành, chỉ cần người ta thấy tên, thấy thấy tướng của con, nghe tên của con, người ta khởi tâm lành. Chỉ cần thấy dạng nghe danh, muôn loài khổ nạn ngục hình đớn đau, người ta tiêu hết cái đó. Kỳ hữu kiến ngã tướng, nải chí văn ngã danh, nải chí là thậm chí nhẫn đến nghe tên con. Có nhiều người nghe tên một cái người tốt, nhắc tới cái tên người đó, ồ cái anh đó anh tốt lắm, anh luôn luôn giúp người đó. Mình sống sao mà mình khởi cái duyên cho người, hãy nhắc tới tên mình là người ta đầy đủ cái niệm lành người ta khởi. Nhắc tới tên mình, nghe cái tướng mình, người ta niệm lành người ta khởi. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta khéo, chúng ta gieo duyên cho người, mà chúng ta đừng nói cái người này nó không có duyên, nó không có căn. Nếu mình nhận ra người đó không căn không duyên, tại sao mình không gieo cho người ta? Ví dụ bây giờ con mình không ăn chay, nhưng mà nếu mình khéo nấu trong 4 món ăn 3 món mặn 1 món chay là mình gieo cho nó rồi. Ví dụ bây giờ món nào cũng tôm thịt hết, có nồi canh cải bẹ xanh nấu đậu hũ trắng, có miếng gừng, canh chay mà, gieo cho nó ăn. Lúc nào cái món nào mình cũng để thịt tôm cá vô hết thì nó đâu có món nào cũng giống nó, sao cái nồi này thì con ăn 3 nồi kia thịt không rồi, giờ món này nữa ngán chết. Mẹ nấu canh rau với đậu, đừng nói chay nói gì hết, mình gieo cho nó ăn. Cho thưa đại chúng, khi mà chúng ta có chánh niệm á, chúng ta nhận ra nếu người nào chưa, không phải là họ không có duyên đâu, mà duyên họ chưa đủ. Hồi chiều này Pháp Hòa nhận một cái thư của một anh Phật tử ở Việt Nam, anh gửi cho Pháp Hòa: thưa thầy, từ trước đến giờ con không ưa thầy chùa. Đừng có bao giờ mà nói thầy chùa nói Phật pháp với con. Vậy mà một ngày nọ con tình cờ con nghe được mấy bài giảng của thầy, và chính những bài giảng của thầy đã làm cho con biết đến Phật pháp. Và ngày hôm nay con gửi thư cái mail đó như là một lời cảm ơn. Thì thưa đại chúng, nếu không có người gieo cái duyên bỏ lên trên mạng thì làm sao người khác có cái cơ hội để tiếp duyên? Cho nên á, Pháp Hòa không chỉ là một cái người nói, chứ thật sự Pháp Hòa chưa đủ khả năng làm việc gì hơn. Chính những vị thâu những bài này bỏ lên trên trên kênh mạng
những vị đó mới là cái người tiếp duyên mà không phải ngắn à. Tiếp duyên một cách gì? Quảng đại, rộng rãi. Cho nên cái đó chúng ta nhà Phật gọi là gì? Rộng kết thiện duyên. Mà thưa đại chúng, trong đời này á, chúng ta chỉ sợ mình mất duyên, thiếu duyên, phải không? Rồi nghịch duyên, chứ còn có cơ hội nào để gieo duyên, kết duyên, tiếp duyên, trợ duyên nên làm. Tại vì á, chưa biết ngày mai này mình trôi dạt ở đâu. Lỡ mình trôi dạt một cái nơi nào đó mà túng thiếu, mà mình lại được cái duyên là mình bố thí, mình duyên gieo được cái người đó. Đó là bây giờ Pháp Hòa nói mình gieo duyên với Phật bảo mình bằng cách đó đó, phải không? Rồi bây giờ mình nói gieo duyên Pháp bảo nè, thay vì á thì mình đi mua những cái bức tranh ở ngoài chợ về mình treo, bây giờ quý vị mua mấy cái câu thư pháp. Ví dụ cái câu này: một lần nhẫn sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Quý vị treo đâu đó, ai đi ngang cái câu đó phải đọc. Mà người ta đọc câu đó rồi, người ta thấm trong lòng. Hai lần đọc thấm, ba lần đọc thấm. Lỡ cuộc đời họ gặp những cái bất trắc xảy ra, họ nhớ câu đó liền: lùi một bước sóng yên gió lặng, phải không? Một lần nhẫn sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Rồi quý vị đi mua câu thứ hai, quý vị treo bên này: sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách chông gai, sống vươn lên theo kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Thưa đại chúng, Pháp Hòa đặt cái bài đó là 8 chữ sống: sống là động nhưng lòng không bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Ai thực hiện được 8 câu đó thì cuộc đời thênh thang không bớt khổ. Bây giờ mình treo làm chi cái hình, nó nhịn hình mà ngoài đời mấy cái bức tranh này kia đẹp, nhưng mà nó không nói lên được cái đạo lý hướng dẫn cho người ta sống. Mà nhờ người ta đọc được cái câu đó, cái ta thấm dần. Hoặc là quý vị viết một câu khác ngay cửa ra vào: cảm ơn đời, mỗi sáng mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Để ngay cửa phòng, ai bước vô, người nào làm chủ căn phòng đó, mỗi ngày ra vô cái cửa phòng đó đều đọc những câu đó. Cho nên những cái câu Phật pháp á, hay là những cái câu văn thơ mà nhắc nhở cho mình trong cuộc sống, ví dụ câu này: đã biết đời vô thường sao lại còn phiền não. Đơn giản vậy thôi. Đã biết đời vô thường sao lại còn phiền não, treo đâu đó trong nhà. Như vậy thì mình thuyết pháp vô ngôn, bởi mình chưa đủ duyên thuyết. Mình nhờ những cái câu, mỗi cái câu đó người ta thuyết cho mình, người ta thuyết, người nào đọc vô đó tự nhiên thấm. Thấm rồi người ta để lòng, lỡ đụng chuyện. Ví dụ như cái bài này: một người nóng giận nói ào ào, chẳng lẽ ta đây cũng vậy sao? Một đứa cọc cằn thêm đứa nữa, thành ra hai đứa cũng như nhau. Nếu mình ghi được cái câu đó, mình ghi, mình nhờ về Việt Nam, mình nhờ người ta viết cái câu đó bằng một cái thư pháp, mà đừng có lả lướt quá, nó đọc không ra. Có nhiều cái thư pháp treo cho đẹp, cho đọc không ra chữ nào hết. Cái người ta rành ta đọc được. Mình đã muốn truyền, phải không, thì phải rõ. Muốn truyền là phải rõ, không rõ làm sao người ta thu. Thu hình mà thu không rõ làm sao người ta xem, phải không nè. Muốn thâu băng giảng mà thâu không rõ làm sao người ta nghe. Cho nên truyền là phải rõ, có rõ người ta mới tiếp thu. Đó. Cho nên mình viết cái nào mà đừng có quá là khó đọc, bởi vì có nhiều người á, ta không có thời giờ ta đứng ta ngắm nghía đâu. Bởi vì sao? Bởi vì người ta bị nhiều cái duyên nó cuốn lôi, gặp mấy cái này ta nghĩ sao? Mấy cái này ai đọc chi. Nhưng mà viết những cái câu nào cho nó tương, nó rõ rõ. Quý vị biết ở bên Bhutan á, cái đất nước Bhutan á, là hiện tại bây giờ được mệnh danh là một đất nước hạnh phúc nhất thế giới. Bởi vì cái đất nước đó người dân không có nhu cầu lớn,
họ an vui, an phận sống trong cái đất nước nhỏ bé của họ. Cả một đất nước mà không có cái đèn xanh đèn đỏ nào hết, không có đèn xanh đèn đỏ, nhưng mà người ta có cách làm cho mọi người lái xe an toàn hết. Bằng cách nào quý vị biết không? Dọc hai bên đường đi, người ta để những câu đó. Ví dụ một câu này: tôi biết bạn đang gấp về nhà, nhưng đừng vì gấp về nhà mà làm người khác không được về nhà. Tức là nếu mình gấp gáp, mình lái xe ẩu, mình đụng người ta chết, mình muốn gấp về mà mình hại người khác không được về. Quý vị thấy hay không? Rồi, đi được đâu chừng chút nữa, để câu thứ hai. Để câu thứ hai: cuộc đời đã ngắn rồi, đừng làm nó thêm ngắn nữa. Đó, thì quý vị thấy, cho nên trong cuộc sống của chúng ta, cái quan trọng là chúng ta có chánh niệm, có tuệ giác để tạo duyên cho mọi người. Và chúng ta không nhìn ai bằng cặp mắt người đó vô duyên, vô phận, vô phần, vô tu cả. Nếu mình nhận, thí dụ lỡ mình có nhận ta vậy đi, mà thật sự người đó vậy đi, với cái tâm từ bi của mình, với cái tuệ giác minh mẫn của mình, mình có cách tạo duyên cho người ta hết. Ví dụ như quý vị gặp mấy đứa con mà nó hơi cứng đầu chút, đừng bao giờ gặp quý thầy tới: ra đây con, ra đây. Thầy vỗ đầu nó vài cái cho nó thầy vỗ đầu nó cho nó hiền bớt, thầy nhỏ này nó lì lắm. Không bao giờ quý vị gieo được duyên gì cho nó đâu. Mình đã chê nó trước mặt người khác rồi, mà người đó là lạ đối với nó, mà nó không quen biết người đó là ai, mà tự nhiên mình cứ gieo rắc cho nó như vậy hoài, làm sao mà nói. Ví dụ luôn: con, bữa nay nhà mình có quý thầy đến, con ra con chào thầy đi. Còn nếu muốn nói nhỏ với thầy, phải không? Thầy lát nó ra, thầy giả bộ thầy hỏi thăm nó vài câu, cái đó là thầy gieo duyên cho nó, thầy kết duyên với nó, chứ đừng có biểu thầy gõ đầu nó. Nếu mà thầy mà gõ mà nó mềm á, đệ tử thầy đâu có ra đời. Có những đứa nó tu với thầy mấy chục năm mà tới hồi mà duyên trần ràng buộc đến với nó cũng mất tiêu rồi, phải không? Cho nên mình phải biết cách để mà chúng ta rộng độ chúng sanh, chứ không phải là cái cách mà chúng ta nghĩ rằng làm như vậy mà nó hết. Cho nên á, bây giờ á, mình kết duyên với Phật, kết duyên với Pháp bằng cách là chúng ta tạo những cái điều như Pháp Hòa nói vậy đó. Rồi bây giờ mình kết duyên với Tăng. Kết duyên với Tăng là mình kết duyên bằng cách nào? Mình kết duyên bằng cách là dù cái vị đó mình thích, không thích, hay là thậm chí mình khẳng định ông đó tu dởm, ví dụ vậy đi, nhưng mà cái vị đó thủy chung vẫn là một con người, mình cứ chắp tay mình cung kính, bởi mình học cái hạnh của Đức Phổ Hiền: nhất giả lễ kính chư Phật, phải không? Nhị giả xưng tán Như Lai. Thầy không có gì hay để tôi tán thán, nhưng mà tôi vẫn kính trọng thầy là một con người. Phải không? Tôi, người ta đi ra đường, tôi gặp một người Đức, người Mỹ đi ngang, tôi còn cúi đầu tôi hello, tôi chào được. Một vị này chưa, tuy rằng thầy không biết làm sao mà trên người thầy vẫn có pháp y của Tam Bảo của Phật, chào cái kết duyên. Quý vị biết á, thầy Pháp Hòa thấy dặn từ nhỏ, bất cứ chư tăng nào đến chùa, trừ khi nào lúc đó mình không có hoàn cảnh thì không phát tâm cúng dường. Chư tăng đến phát tâm cúng dường ít nhiều cũng được, nhưng mà cái đó là gì? Kết duyên. Kết duyên với Tam Bảo, rồi mai chiều mình không đời nào mình mất cái duyên với Tam Bảo. Quý vị biết á, có những vị hòa thượng, những vị tôn đức Pháp Hòa đâu có quen, chưa bao giờ được gặp, nhưng mà từ nhỏ mình đã được nghe đạo hiệu của quý ngài. Như Pháp Hòa đã rời Việt Nam khi Pháp Hòa 12 tuổi, 31 năm sống nước ngoài, có bao giờ được về đâu. Mặc dù trong lòng rất kính trọng chư vị tôn đức, nhưng chưa bao giờ được về để thăm và đảnh lễ quý ngài. Bây giờ quý ngài ra đi, thì mỗi lần Pháp Hòa nghe tin một vị hòa thượng, một vị tôn đức ra đi, thì Pháp Hòa giờ tụng kinh cái trong cái âm thầm mình sướng pháp đạo hiệu của vị hòa thượng đó, đảnh lễ ba lễ. Đời này con chỉ được cái duyên nghe tên ngài, thấy được tôn dung của ngài qua hình ảnh, nhưng mà con chưa trực tiếp được đảnh lễ thân cận với ngài, thì con xin đảnh lễ ngài. Biết đâu đời sau con trở lại cuộc đời này để con tiếp tục tu hành, thì con lại được sự giáo hóa của quý ngài. Bây giờ Pháp Hòa nói một cái ví dụ đơn giản thôi,
Ở đây có ai tụng kinh Pháp Hoa chưa? Có ai tụng kinh Địa Tạng không? Có không? Ai mà đã từng tụng những bản kinh đó đều thọ cái ơn dịch thuật của Hòa Thượng Trí Tịnh hết. Như vậy thì rõ ràng quý vị đã có kết duyên với Hòa Thượng rồi. Kết duyên bằng cách là đọc tụng những bản kinh do Hòa Thượng dịch. Rồi ở đây có ai tụng kinh Vu Lan Báo Hiếu không? Một thuở nọ Thế Tôn an trụ xá vệ thành kỳ thủ viên trung, là mình đã kết duyên với Hòa Thượng Huệ Đăng, người đã dịch cái bản kinh đó ra từ một bản tiếng Hán ra một cái bản văn vần song thất lục bát theo thể của người Việt Nam. Cái bản kinh đó được dịch hoàn toàn hình thức là thơ cú của người Việt Nam bằng cách là song thất lục bát. Một thuở nọ Thế Tôn an trụ xá vệ thành kỳ thủ viên trung, một liên mới đặng lục thông, muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân. Bốn câu đó, hai câu bảy, câu sáu tám. Thì mình đọc cái bản kinh đó, mình thuộc một hai câu nào trong kinh đó, mà thậm chí có người không thuộc câu nào nhưng mà thuộc được câu tính sao có lợi thì làm. Chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm, đọc trong kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu đó, phải không? Và người không thuộc gì hết nhưng thuộc được câu ai nói gì cái đấy, tính sao có lợi thì làm. Quý vị đọc câu kinh của Hòa Thượng rồi đó, phải không? Rồi bây giờ mình thấy cái chỗ nào đó to tiếng ồn ào, mình nói trời ơi cái anh đó hả, anh nói chuyện ôm xồm bát nhã. Chữ bát nhã là chữ của đạo Phật, mình kết duyên với chữ bát nhã rồi đó. Trời ơi cái ông đó hả, ông bự tổ sư Bồ Đề. Mình kết duyên với chữ tổ sư Bồ Đề rồi, phải không nè? Rồi ai làm cái gì mà miễn phí không lấy tiền, bộ đồ chùa hả? Như vậy rõ ràng mình nhận chùa là cái nơi rộng rãi nhất, phải không? Nghĩa là chùa mà nghèo nhất, nhưng mà hễ cái gì miễn phí là kêu chùa. Đi xe không trả tiền xe chùa, ăn không trả tiền ăn chùa, phải không? Như vậy quý vị thấy trong cái âm thầm chúng ta cũng đã nói rồi, mình đâu có biết đạo Phật, thậm chí có nhiều người không tin nhân quả luôn, nhưng mà hỏi đụng tới sao, ai ơi hãy ở cho lành, kiếp này không được để dành kiếp sau. Vậy nhận nhân quả chưa? Nhận nhân quả rồi. Nhưng mà tại vì thường ngày mình dùng những từ ngữ mình kết duyên trong cái nhẹ nhàng như vậy mà chúng ta không biết. Thế thì cẩn thận, lành chúng ta kết như vậy, thì bây giờ mình đặt cho mình một câu hỏi là cái hung dữ, cái xấu ác mình có kết không? Có, trong cái âm thầm mà mình không biết à. Thí dụ như giờ mình nghe ta nói bậy, những lúc mà nóng tức lên cái câu đó nó ra, rõ ràng là mình có thấm rồi, mình kết rồi, mình gieo vô cái chủng tử mình rồi. Có cái cô đó, cổ đi làm cái nghề thông dịch. Thì một hôm á, cổ đang lái xe thì cái người đó lái ẩu, thì cổ mới phát ra những cái tiếng chửi bậy với cái cô người đó. Cái cổ giật mình, cổ nói ủa từ nhỏ tới lớn mình đâu bao giờ mình nói bậy mà sao lúc này ở đâu mấy cái chữ nảy ra dữ vậy. Cổ mới ngồi cổ nghiệm lại, cổ mới phát hiện rằng cổ đã đến thông dịch cho một gia đình đó, mà gia đình này là chuyên chửi thề, mà cổ đã ở cái gia đình này cổ dịch suốt một thời gian như vậy. Giờ cái chữ họ nói chuyện với nhau hàng ngày, cái câu đó nó giống như câu giao tiếp của họ vậy, nó không trở thành ra cái gì xấu nữa, mà cái câu rất thường tình trong gia đình đó, cổ vô nào cũng không biết. Quý vị thấy không? Rồi bây giờ quý vị để ý con của mình, nó đi vô trường nó học, nhiều khi nó đi học về mới có tháng đầu tụ trường tháng 9, tháng 10 về là bắt đầu nó biết nói những cái câu nói mà mình không bao giờ mình nói với nó. Như vậy rõ ràng trong cuộc sống nếu không cẩn thận thì những cái duyên nó đang tung tăng bên ngoài đó, mình tự mình kéo nó vô để mình kết với nó. Cho nên á, người có chánh niệm thì cẩn thận, không dám kết những cái duyên dữ, duyên xấu, mà chúng ta luôn luôn cố gắng kết những cái duyên lành, đặc biệt là đời sống hàng ngày. Chúng ta luôn luôn nhận ra, thứ nhất, chúng ta là những người thật là phước duyên, sanh ra đời này đầy đủ sáu căn, lại được sống ở một cái quốc độ tốt đẹp như thế này. Quý vị thấy rõ mình có phước duyên không? Rồi. Rồi lại gặp những người giúp đỡ cho mình tận tâm, tận tình để mình có được cuộc sống như ngày hôm nay. Đó là hữu duyên. Phước duyên, hữu duyên.
Rồi chúng ta vì sao? Vì chúng ta luôn luôn là những người biết gieo duyên với những cái điều lành thiện. Người tốt thường tìm bạn tốt chơi. Mình bây giờ mình chưa đủ đạo lực mà mình gieo duyên với những người mà người ta chưa có lành thiện, ảnh hưởng ít nhiều. Cho nên á, mình thấy mình có phước duyên, hữu duyên, thiện duyên, để kết duyên, để gieo duyên, phải không? Để trợ duyên, để gì nữa? Để đưa tất cả lên tới cái chỗ cao đẹp. Rồi bây giờ đó là ngoài đời. Rồi giờ mình đối với trong đạo nè. Cuộc sống văn minh đầy đủ, lẽ ra chúng ta bị lôi cuốn bởi những trần tục, nhưng chúng ta may mắn quá, chúng ta lại gặp được những cái điều lành thiện. Rõ ràng chúng ta có thiện duyên, hữu duyên, phước duyên. Gặp một người thầy tốt hướng dẫn mình tu, đó là một cái phước duyên của mình. Quý vị biết á, Ngài Uông Uật Ma La, tức là người ta thường gọi Ngài là anh chàng vô não. Khi mà Ngài có cái lòng thiện muốn cầu học với một người thầy, nhưng mà một hôm nọ thầy của Ngài đi vắng, bà vợ của ông thầy ở nhà có cái ý không tốt với Ngài. Vì Ngài Uông Uật Ma La trẻ trung đẹp trai, thì bà vợ ông thầy có cái ý ve vãn, Ngài từ chối. Khi bị từ chối, bà này mang cái lòng hận thù. Ông thầy về, bà nói với ông thầy là: ông đi vắng, thằng đệ tử ông ở nhà có ý bất chánh với tôi. Ông thầy ghim cái đó trong lòng, không hỏi người đệ tử, nhưng mà tức nó, cho nên tìm mọi cách hại. Hại bằng cách hướng dẫn cái pháp tu lạc, để cho Ngài Uông Uật Ma La, chàng vô não này tu lạc pháp. Ông mới tuyên bố với người: bây giờ con muốn thầy dạy cho con cái pháp cao siêu, con hãy đi chặt 99 ngón tay, 100 ngón tay còn sâu thành một sâu chuỗi con đeo, thì ta sẽ dạy cho con cái pháp cao siêu đó. Cuối cùng Ngài chạy ra đường, Ngài chặt 99 ngón tay. Thiên hạ thấy Ngài ở đâu là trốn hết. Bữa nọ Ngài suy nghĩ: bây giờ mình sắp thành Phật rồi, Sắp thành một cái đấng cao cả rồi, thôi bây giờ không còn ai cho mình chặt hết, thôi bây giờ mình về mình chặt ngón tay bà già đi, mẹ của mình đi, để mẹ mình hy sinh đi, rồi mình được 100 ngón tay để mình thành một cái gì đó, một cái đấng cao siêu nào đó mình độ cho mẹ. Khi đó Ngài rước bà già thấy Ngài tới, bà chạy. Thì Phật đang đi góc đằng kia, nghe cái tiếng kêu cứu của một bà già, Ngài đi tới, Ngài xuất hiện. Thì anh chàng vô não thấy như vậy mừng quá, có người thế thân, rước theo Phật. Thì Phật đi từ từ, ảnh rượt hồi cái ảnh mới kêu: Các ông kia dừng lại. Thì Ngài Đức Phật dừng lại. Đức Phật nói: tôi là người đã dừng từ lâu rồi, anh mới là cái người chưa biết dừng. Từ đó Phật gieo duyên cho Ngài. Quý vị thấy không? Ngài trở thành một đệ tử của Phật. Cho nên nếu mình không đủ duyên lành, gặp một người thầy không tốt, thì mình đi trật đường sai lối. Cho nên người đời tu của ta, nhiều khi mình nghiệm lại, mình giật mình: trời ơi, mình đi tìm đạo mịt mờ mà mình may mắn gặp một người thầy tốt, đó là một cái may mắn của mình. Quý vị nghe quý hòa thượng kể lại cuộc đời tu quý ngài coi. Trước hết là tổ cố hòa thượng Thích Thiện Hoa, kế đến hòa thượng Trí Tịnh, kế đến hòa thượng Thanh Từ. Quý ngài kể lại cuộc đời tu của quý ngài, quý ngài đều nói rằng: tôi thường cảm ơn Tam Bảo đã gia hộ tôi tìm đúng thầy, đúng người để tôi xuất gia. Chứ lúc thời xưa đâu có internet, đâu có báo quảng cáo, đâu có bất cứ một cái gì đâu. Quý ngài cứ có tâm cầu học, đi tìm thôi, rồi lại đúng nơi đúng chỗ. Pháp Hòa hồi nhỏ 7 tuổi ham đi chùa, 5 tuổi thích hình Phật, thích nhang, thích nghe tiếng chuông. Từ hồi 5 tuổi không nghe tiếng chuông, tự động lấy cục gạch gõ vô cái cột đèn để cho nó phát ra tiếng như là tiếng chuông để mà nghe. Khi 7 tuổi nói với người nhà: con muốn đi chùa. Ở gia đình hoàn toàn đâu có biết chùa chiền là gì, nhưng mà giờ con mình nó muốn, gửi cho bà hàng xóm dẫn đi, chứ gia đình cũng không dẫn đi nữa, bà hàng xóm dẫn đi. Vậy mà dẫn Pháp Hòa đến cái chùa đó, Pháp Hòa quy y, ngày đầu tiên là quy y liền, quy y với một thầy, một vị sư bên khất sĩ. Từ đó phát tâm ăn chay, tụng kinh mỗi ngày. Khi qua Canada,
Thì Pháp Hòa ở cái thành phố đó, Pháp Hòa đâu có biết, Pháp Hòa tới đó chưa có chùa mà. 2 năm sau thầy Pháp Hòa mới từ trại tị nạn qua lập chùa. Rồi thầy lập chùa, Pháp Hòa đi tu, không có biết chọn thầy nào. Ở ngay thành phố mình có một người thầy đang tu ở đó, nhào vô đi tu. Chứ người ta bây giờ người ta tu, người ta chọn dữ lắm, người ta lựa có thầy nào thế nào. Còn đời Pháp Hòa là không biết chọn lựa gì hết. Nhưng mà may mắn một điều, cứ đi tới đâu cũng đều gặp được những bậc thiện tri thức, những bậc hướng dẫn cho mình tu đến nơi đến chốn. Nếu Pháp Hòa suy nghĩ, nếu mà lỡ hồi nhỏ mình không biết á, phải không, mình đi vô cái chỗ nào ở ngáp vậy đó, rồi bây giờ chắc mình cũng ở ngáp. Thành thử ra mình thấy, khi mình giật mình thấy rằng mình đi tìm một cái duyên cho đời mình, phải không? Giống như quý vị đi đi tìm bạn trai bạn gái, mình hay đi đấy, tôi một đi tìm một phân nửa của tôi. Rồi bắt đầu gặp được cái người đó, rồi mình nói là sao, trời ơi đúng rồi, đây là công chúa của tôi, đây là hoàng tử của tôi. Rồi bắt đầu mình dệt mộng làm thơ. Rồi bây giờ mình thương người đó quá, rồi người ta cản trở, mình nói làm sao định nghĩa được tình yêu. Nó đến với tôi một buổi chiều, nó chiếm hồn tôi bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ gió hiu hiu. Định nghĩa. Cho nên quý vị thấy á, có nhiều người muốn đi xuất gia, coi như là gần tới rồi đó, vậy mà cuối cùng chỉ còn chút nữa thôi, bị một cái duyên khác nó lấn, cái bao nhiêu năm trời kết duyên này nó hết. Cho nên đừng có nghĩ rằng mình đã được kết duyên rồi là mình thả lỏng. Mình được nhưng mà không tiếp tục tiếp duyên, trợ duyên, thì duyên này nó sẽ bạc, nó sẽ mỏng, và từ từ chúng ta mất duyên. Vợ chồng cũng vậy, sống với nhau mà không trợ duyên cho nhau, không tiếp duyên cho nhau, thì lâu ngày cái duyên vợ chồng nó mỏng đi, phải không? Rồi sống tôi với ông giờ 20 năm rồi, mùi mẫn gì nữa. Nhưng mà mình nói toàn những cái lời khó nghe. Con người mà có nhiều khi người ta không có vui, người ta để trong lòng, bước ra ngoài người ta gặp cái duyên khác có bộ mềm mỏng hơn mình, cái rồi cái lúc đó mình la làng la sớm. Cho nên đừng có khinh thường, bởi vì quý vị biết không, tu mà không có người trợ duyên, tu cũng khó tới. Sống trong đời mà không ai trợ duyên mình thì mình cũng khó làm việc. Pháp Hòa ví dụ chuyến đi này, nếu không có những Phật tử ở Âu Châu này tiếp sức trợ duyên, Pháp Hòa không cách nào làm cái gì được. Có những người phải lấy nghỉ lễ 1 tuần 2 tuần, rồi bỏ công ăn việc làm gia đình, hy sinh để chở Hòa đi đây đi kia. Rồi quý vị đến mỗi nơi, quý vị cũng phải dành thời gian tổ chức mới được chứ. Rõ ràng nếu không ai tiếp duyên, không ai trợ duyên, làm sao mình nên duyên, thành duyên được. Rồi bây giờ nếu như hôm nay Pháp Hòa gặp được quý vị như thế này, rồi chúng ta không có chịu cố gắng tu, trong cái âm thầm chúng ta trợ duyên cho nhau bằng cái, dù xa quý vị xa quá à, nhưng mà quý vị vẫn tiếp tục tu, giữ cái duyên này, để rồi mai chiều mốt nọ Pháp Hòa có đủ duyên, Pháp Hòa qua nữa thì lại gặp quý vị nữa. Còn nếu mà sau chuyến này rồi có về bye bye luôn, không có làm gì, không đi chùa, không tụng kinh gì hết, rồi làm sao kỳ sau Pháp Hòa qua hỏi, ủa cô đó đâu rồi, cổ đổi tông rồi. Quý vị thấy không? Cho nên á, đời cũng như đạo, cuộc sống của chúng ta luôn luôn gặp cái duyên, không phải là không gặp đâu, nhưng mà có điều là chúng ta biết chuyển những cái duyên, chúng ta biết tán trợ những cái duyên, chúng ta biết nuôi dưỡng cái duyên để cái duyên này nó trường tồn mãi mãi cho đến cái chỗ thù thắng của nó, chứ không phải bình thường. Quý vị thấy tại sao nhà Phật, thời Đức Phật, Đức Phật đi khất thực? Đi khất thực chỉ là một cái cớ để mà gieo duyên với chúng sanh. Trên đó, thứ nhất là cái chủ trương của Phật, chư tăng sống cuộc đời giải thoát, thanh đạm, không có giữ tài sản, cho nên có bữa nào ăn no bữa đó lo tu, chứ không giữ. Thứ hai, thời Phật không có tủ lạnh, không có máy hâm, cho nên không được tích trữ. Thứ ba, dân Ấn Độ nghèo, người ta chó bữa nào ta cho mình ăn là mình mừng rồi, cho nên Phật không đòi hỏi người ta cho cái gì. Đã nghèo rồi mà ta cho mình ăn, ta dở ra hỏi gì vậy con? Cà ri gà nó thôi, dít gà ra thầy ăn cà ri thôi, đâu có được.
nó cho mình cái gì mình ăn cái nấy. Bởi vì mình đã đi đi xin thì người ta nghèo, ta có gì ta cho nấy. Nhiều cái nguyên do đi khất thực. Đi khất thực để làm gì? Để gieo cái duyên với chúng sanh. Đến làng mạc nào xin ăn, xong rồi nói pháp nhưng không làm tổn hại. Cho nên trong kinh Pháp Cú Phật có câu á: bậc thánh vào làng sớm, như ông đến vườn hoa, lấy mật xong bay xa, không hại gì hương sắc. Con ong nó hút mật xong rồi nó đi, không làm hại hương sắc của hoa. Cũng như vậy, mình đến đâu, người Phật tử mình đến đâu, mình được người ta cho mình ăn, cho mình cuộc cái sự duyên lành đó, đừng bao giờ làm cái chỗ đó nó tệ thêm. Có nhiều khi mình đến nhà người ta chơi đó, rồi bắt đầu mình ngồi mình nói, mình đi rồi nhà người ta cãi lộn. Tại vì mình tới mình không có nói được cái điều lành thiện cho gia đình ta. Hay là mình đến đạo tràng đó mình không nói những cái điều tốt lành trợ duyên cho đạo tràng. Mình nói đầu này mình chia rẽ đầu kia, mình đi về cái lỡ đó người ta có một trận chiến tranh. Thì như vậy không có đúng, phải không? Bậc thánh vào xóm làng, như ông đến vườn hoa, lấy mật xong bay xa, không hại gì hương sắc. Đức Phật đi đi khất thực bằng cách đó. Rồi bây giờ quý vị thấy, quý vị đến chùa, tại sao chùa phải nấu ăn cho mình? Tại sao ban trai soạn phải cực khổ nấu ăn cho mình? Đó là kết duyên với mình đó. Bởi vì chúng sanh mình á, quý vị để ý coi, muốn gần nhau, ngồi lại với nhau là phải ăn. Nè, nít nó mới sanh ra một tháng, ăn gì? Ăn đầy tháng. Hết năm, ăn thôi nôi. Rồi mỗi năm đến ngày sinh nhật nó, ăn sinh nhật. Chết rồi chưa yên đâu nha, ăn bảy thất. Mỗi năm tới ngày giỗ, ăn giỗ. Rồi ăn hỏi, ăn cưới, ăn suốt. Bởi vì sao? Bởi vì cái ăn á, nó mới giữ mình ngồi lại. Ví dụ như mời bữa ăn thì buộc lòng phải ngồi. Ngồi mà không lẽ vừa ăn xong đứng dậy nó tôi bận quá tôi đi về, cũng phải ngồi nói chuyện. Cho nên cái ăn là cái phương tiện giữ con người lại. Bởi vì ăn nó nuôi cái sức khỏe của mình, nó làm cho cái thân tình. Quý vị thấy, nhất là người Việt mình, khách tới nhà không trà thì bánh, hay không đãi bánh đãi trà, lúc nào cũng vậy. Nếu không có cũng phải đãi một chai nước lạnh. Nó nãy giờ Pháp Hòa thấy đãi cũng gì. Ngồi nghe pháp mà sợ người ta khát nước à, khó chịu cũng đem nước đãi. Đó quý vị thấy không? Đó là cái gì? Đó là chúng ta gieo cái duyên, giữ cái duyên với nhau. Cho nên chùa phải nấu ăn. Không phải là chùa gọi là cầu kỳ, nhưng mà đó là một phương tiện trong cuộc sống. Ngay cả Ngài Huyền Trang ngày xưa, khi Ngài đi thỉnh kinh, đi Ấn Độ, đi một mình, phải không? Và trên đường đi Ngài cũng phải kết duyên với những người trên đường đi, để người ta trợ duyên, người ta giúp đỡ cho cái chuyến đi Ngài được thành công. Còn quý vị xem phim Tây Du Ký, đừng lầm cái phim Tây Du Ký là thật nha. Tây Du Ký là hoàn toàn một bộ phim hư cấu về cuộc đời của Ngài Huyền Trang. Hoàn tất cả những tình tiết trong Tây Du Ký không có đúng với sự thật lịch sử. Bộ Tây Du Ký chỉ một người đúng thôi, đó là Ngài Huyền Trang. Còn tất cả những chi tiết khác không có đúng. Nhưng mà trong bộ truyện đó, nó chuyên chở cái đạo lý để nó hướng dẫn cho con người sống. Thì ở đây chúng ta đang nói về chữ duyên. Và bây giờ mình ngồi lại, mình phân tích, mình nói chuyện, thì mình thấy rằng trong cuộc sống này mỗi ngày quá chừng những cái duyên để mình vải tiếp. Nào là từ ở trong cuộc sống thường nhật ngoài đời, thậm chí đến những cái duyên trong đạo. Nhưng mà dù duyên gì đi nữa, nếu chúng ta đã nhận ra, chúng ta vui vẻ với cái duyên này, thì hãy nên cố gắng tiếp duyên, trợ duyên, để cái duyên này sung mãn đến sự thù thắng. Cho nên chúng ta còn có một từ nữa là thắng duyên. Thắng duyên là gì? Là cái duyên thù thắng. Nhưng mà thưa đại chúng, nếu mà không khéo thì chữ duyên này nó có gì? Hết duyên, mất duyên, đứt duyên, đoạn duyên, phải không? Nó cũng có những cái nó nghịch lại. Còn nếu chúng ta khéo thì chúng ta gieo duyên, kết duyên, trợ duyên, tán duyên, hữu duyên, phước duyên, thuận duyên, đủ thứ duyên hết. Duyên là điều kiện. Mình làm việc gì mà không ai trợ mình, không làm được.
Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên là hai người bạn thân, mà hai người á, là hai giáo chủ của hai giáo phái lớn. Và hai người nói với nhau: một ngày nào đó tôi với Ngài, nếu ai tìm được một bậc đạo sư thì hãy giới thiệu cho nhau. Một ngày nọ, Ngài Xá Lợi Phất đi trên đường, gặp một trong năm đệ tử đầu tiên của Phật, năm anh em Ngài Kiều Trần Như đó, mà Đức Phật thuyết pháp ở tại vườn Lộc Uyển đó. Một hôm nọ gặp một vị, hỏi: sao tôi thấy Ngài có cái nét khoan thai từ tốn, tỏ ra được một cái bậc sa môn tu hành, thầy của Ngài là ai? Thì Ngài vị kia mới trả lời: thầy tôi là Đức Thích Ca Mâu Ni. Vị đó dạy Ngài cái gì? Thầy tôi dạy tôi một cái bài kệ. Một cái bài kệ là: tất cả do duyên sanh, nhất tất cả do duyên sanh, tất cả do duyên diệt. Bậc đạo sư chúng tôi thường dạy như thế. Ngài Xá Lợi Phất nghe xong bừng tỉnh. Xưa nay chưa bao giờ nghe một cái giáo pháp nào màu nhiệm gọn gàng trong bốn câu: các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt. Thầy của Ngài ở đâu? Tôi muốn đến bái kiến. Nói: dạ thầy tôi ở gần đây. Ngài Xá Lợi Phất đi theo. Đi theo xong rồi chạy về rủ Ngài Mục Kiền Liên đến gặp Phật. Từ đó hai ngài làm đệ tử của Phật. Xong hai ngài đi về mới nói với nhóm đệ tử: bây giờ xưa nay các con theo hai thầy, bây giờ hai thầy cảm nhận rằng hai thầy chưa đủ đạo lực để hướng dẫn các con, mà chính bản thân hai thầy ngày hôm nay đã tìm được một bậc minh sư rồi. Thôi bây giờ hai thầy xin được về làm đồ đệ của vị đó, các con tự do, không có ép, muốn đi đâu đi. Mấy trăm đệ tử trả lời: thầy của chúng con mà còn đi tìm được một bậc như vậy thì chắc ngày này cũng phải là đặc biệt, chúng con dạy gì không theo. Thế thì đợi đệ tử của Ngài Xá Lợi Phất, đệ tử Ngài Mục Kiền Liên đi theo qua quy y với Phật. Từ đó giáo đoàn mới đầy đủ số lượng người là 1250 vị đầu tiên nhất. Vì vậy mà trong kinh á, mỗi lần mình đọc á, lúc bấy giờ Đức Phật đi cùng 1250 vị tỳ kheo. Thật sự ra số lượng rất nhiều, nhưng mà lấy con số đầu tiên khi Đức Phật thu nhận vào, trong đó cộng luôn cả đệ tử của Ngài Maha Ca Diếp. Ngài Maha Ca Diếp là một vị giáo chủ thờ lửa, nhưng mà khi gặp Đức Phật, Ngài cũng phát tâm quy y xuất gia với Ngài, dẫn luôn cả đệ tử quy y với Đức Phật. Cho nên Đức Phật có liền trong một thời gian ngắn 1250 vị khất sĩ xuất gia đầu tiên. Cho nên từ đó trong kinh đó, lấy con số 1250 đó làm chuẩn. Rồi quý vị thấy, ngày xưa sau khi Đức Phật tịch, Đức Phật Niết Bàn có 3 tháng thôi là tổ chức đại hội kết tập kinh điển. Mà thời đó đâu có giấy viết, cứ nói miệng rồi nhớ, nói miệng rồi nhớ. Mà thậm chí nội cái giới luật thôi mà Ngài U Ba Ly phải đọc tới 80 lần. Tại sao đọc 80 lần? Bởi vì Ngài lên Ngài đọc xong có một thầy khác giơ tay lên nói: tôi xin góp ý, thầy đọc thiếu chỗ này, bữa hôm tôi nhớ Phật dạy có một đoạn này nữa. Ngài U Ba Ly nhận lời đó kết vô. Mà cứ như vậy mà Ngài U Ba Ly phải bước lên pháp tòa trùng tuyên giới luật 80 lần. Cho nên từ đó mình mới có một bộ luật gọi là Bát Thập Tụng. Bát Thập Tụng là bộ luật này được nói đi nói lại 80 lần. Mà thời đó chưa có sách vở, chưa có giấy viết. Cứ như thế mà tới 4 lần kết tập kinh điển. Rồi những lần về sau này, ai là người trợ duyên cho cái đại hội kết tập đó? Là vua A Dục, là những vị vua thời đó. Nếu không có những ông vua đó trợ duyên, làm gì mà chúng ta có được cái cơ hội tổ chức như vậy? Rồi bây giờ quý vị nhìn các chùa vị chiền ở bên Trung Quốc, bên Việt Nam, những ngôi chùa to lớn đều là do vua xây cả, chứ dân tiền đâu mà xây. Những ngôi chùa ngày xưa là do vua trợ duyên để được xây. Mà ngày nay nhờ cái duyên đó mà chúng ta được cái duyên gì? Được còn thấy những cái di tích đó cho tới bây giờ. Như vậy thì quý vị thấy trong cuộc sống này không có lúc nào chúng ta làm gì mà chúng ta tránh được cái duyên. Còn nếu muốn tránh là tránh duyên gì? Tránh cái duyên bất thiện với nhau. Ví dụ bây giờ cái người đó họ không thích mình, mình nói chuyện với họ, họ hay nạt nộ mình, thì thôi gặp họ chào hỏi, vẫn phải chào hỏi nha, mà không bao giờ khởi tâm ghét họ.
Vì mình khởi tâm ghét họ là trong cái âm thầm mình kết cái oán duyên với họ, cái nghịch duyên với họ, rồi tiếp tục gặp nhau nữa. Đời này mình đâu có chọc ghẹo gì đâu mà tự nhiên nói chuyện với mình hay gây. Rõ ràng mình với họ có cái lấn cấn gì đó mà mình không biết. Nhưng mà nếu mình ghét họ nữa thì trong cái âm thầm mình tiếp tục, phải không? Thành thử ra người ta ghét mình nhưng mà mình đừng ghét họ. Khó lắm nhưng mà phải làm. Bởi vì chính cái đó mới là cái cơ hội để chúng ta đoạn cái duyên xấu đó mà rộng kết duyên lành với tất cả chúng sanh. Cho nên á, tụng một câu kinh, lại Phật một lại, xá Phật một xá, thắp Phật một cây hương, một câu nói Phật, đọc một lời Pháp, đều là kết duyên hết. Nếu chúng ta không kết, không gieo, thì làm sao mà nó có cơ hội nó phát triển? Quý vị thấy quý vị gieo cải không? Cầm một nắm hạt cải rải xuống đất. Cái hạt cải chỉ là một cái nhân thôi. Nhưng nếu không có đất, không có phân bón, không có nước, không có ánh mặt trời, không có không khí, những cái đó gom lại để trợ duyên, thì làm sao hạt cải nó lên mầm? Dục cái hạt cải đó rồi khơi khơi nó lên được à? Không thể được. Phải có cái sự trợ trong đó, phải không? Rồi bây giờ quý vị thấy con của mình, nó từ nhỏ nó sống trong gia đình, thử thời từ nhỏ tới lớn mình không dạy dỗ gì nó coi, làm sao mà nó biết cái gì mà nó đi. Cho nên buộc lòng từ nhỏ tới lớn mình cũng phải gò gẫm nó, bào nó, dũa nó, trao chuốt nó, để nó mới có thể nó ở trong cái duyên lành được, chứ đâu phải bình thường. Bằng chứng nè, mình dạy nó gặp người lớn phải chào nè, mình dạy nó những bài ca dao, những bài hát, để cho cái chủng tử thiện lành đó ở trong tâm thức của nó. Cho nên á, Phật với chúng sanh, Phật đã nhiều đời nhiều kiếp gieo duyên với chúng sanh rồi. Quý vị thấy có nhiều thầy cả đời không gieo được với chúng sanh nữa. Tại sao? Một là có thể đời trước thầy này không có khởi cái tâm kết duyên với chúng sanh. Mình á, phải có khởi tâm với chúng sanh, chúng sanh mới tới với mình. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè, cái đạo tràng này mình không mở cửa cho tất cả thì ai dám tới? Mình nói không, tôi lập cái chỗ này để vợ chồng con cái tôi tu thôi, còn người khác tôi không tiếp, ra ngoài tới hả? Nếu mà có tới vợ chồng con cái mình tới thôi. Nhưng mà nếu cái đạo tràng này mở ra, mình nói ở đây chúng tôi có cái phương tiện, được cái phước duyên làm cái này, và đây là cái chỗ chung của tất cả chúng ta, những người con Phật, quý vị cứ tự nhiên tới đây để kết rộng duyên lành. Mà tới đây kết rộng duyên lành thì mai mốt mình đi tới đạo tràng khác, ô anh, tôi nhớ bữa hôm anh tiếp tôi, bữa nay tôi tiếp lại. Cho quý vị thấy, đi đâu mà gặp nhau làm quen rồi, mai mốt lỡ đi trôi dạt tới đất nước đó, không có sợ, phone người ta, ta ra người ta giúp, phải không? Ta giúp cho mình, người ta tiếp mình. Cho nên á, đừng có dừng kết duyên lành với mọi người. Còn nếu có dừng là phải dừng mọi cái duyên xấu với người khác. Nếu lỡ ai đó họ đang có lấn cấn hiềm hận với mình, nhưng nhớ là trong lòng mình đừng khởi tâm với họ. Bởi vì đời này á, chút xíu vậy thôi đã khổ rồi, mà nếu mà gặp nhau mà cái duyên bất thiện nó càng sâu đậm thì luôn luôn càng khổ nhiều hơn nữa. Trong sử kể lại, quý vị biết tiền thân của Ngài Chí Công với bà Hy Thị của vợ vua Lương Võ Đế đâu phải bình thường. Đời trước Hòa Thượng Chí Công là một hòa thượng sống trong chùa, thì bà Hoàng Hậu Hy Thị đời trước là một con dế ở trong phòng của Hòa Thượng trụ trì. Đêm nào nó cũng kêu, nhưng mà Hòa Thượng chấp nhận tiếng kêu của nó, mà Hòa Thượng trong phòng niệm Phật tụng kinh. Nó được ở trong cái phòng đó bao nhiêu năm trời, nó lắng nghe tiếng kinh, tiếng niệm Phật. Một hôm Hòa Thượng trụ trì đi vắng, ông thầy phó trụ trì ở nhà nghe tiếng con dế này bực lâu lắm rồi mà không nói, tại vì không dám vô trong phòng Hòa Thượng trụ trì. Ngày nọ ngày trụ trì đi vắng, ông vô ông bẻ con dế làm hai, cho con dế nó chết để nó khỏi kêu nữa. Thì cái con dế đó đó, nó nhờ trong phòng nó nghe niệm Phật, cho nên nó đủ phước, nó trở thành hoàng hậu, tức là Hoàng Hậu Hy Thị
đời nhà Lương. Hòa thượng trụ trì nuôi con dế đó thường tụng kinh tạo phước, cho nên ngài đủ duyên ngài làm vua Lương Võ Đế. Cái đời trước của ngài làm ông hòa thượng, đời này ngài làm ông vua. Nhưng mà hòa thượng Chí Công là ông phó trụ trì ngắt con dế làm hai đó, trở thành ra hòa thượng Chí Công của đời vua Lương Võ Đế này. Cho nên tự nhiên bà hoàng hậu Hi Thị bà gặp ông, cái ông hòa thượng Chí Công là bà ghét cay ghét đắng. Bà ghét đến mức độ một ngày nọ vua mời hòa thượng vô để mà đãi cơm, mà bà dám làm bánh bao nhân thịt bà trộn trong đó để bà đổ oan cho hòa thượng là người ăn mặn. Thì hôm đó cúng dường xong rồi, hòa thượng trở về chùa, bà mới tâu với lại vua: ông cúng lầm cho một ông thầy. Ông nói: ông hòa thượng đó tu hành có đạo lực gì, hôm nay thần thiếp cúng ổng bánh bao nhân thịt ổng ăn trọn hết chứ ổng có biết chay mặn gì đâu. Vua Lương Võ Đế nghe tức quá, tức khắc thân hành tới chùa chỗ hòa thượng Chí Công ở. Hòa thượng Chí Công ra đứng ngay cửa chờ rồi, nói: hoàng thượng đến đây vì mấy cái bánh bao phải không? Ông này giật mình, nói: hòa thượng muốn biết thần bần tăng mời hoàng thượng vô. Thì bước vô trong thì cái dĩa bánh bao còn nguyên đó. Thì lúc đó hòa thượng Chí Công mới kể lại cái duyên nghiệp giữa hòa thượng với hoàng hậu Hi Thị, cái duyên nghiệp giữa hòa thượng Chí Công với Lương Vương là Võ Đế đời này. Cho nên rồi quý vị thấy trong đời này á, mình gặp những cái người mình đâu có làm gì họ đâu, mà tại sao họ lại có những cái thái độ với mình không phải là tự nhiên. Một là ngay trong đời này nè, trong cái vô tình đó, mình làm cái gì đó, mình nói cái gì đó, hoặc là ai đó có những cái lời nói gì về mình cho người đó nghe, người đó mới như vậy chứ đâu phải bình thường. Còn nếu mà mình tin vào cái kiếp trước thì không chừng mình với họ có cái ác duyên đời trước chứ không phải bình thường. Có những vị thầy đời này mình gặp chỉ một lần, tự nhiên mình có cảm mến, mình gần gũi vị thầy đó, mình học, mình tu được, đâu phải bình thường, phải không? Rồi cuối cùng Pháp Hòa kể đại chúng nghe, bà vợ ông cấp cô độc mà thời Đức Phật, cái bà này đặc biệt là bà cũng có tâm tốt, nhưng mà có một dạo là bà không biết cúng dường, bà ghét ông cấp cô độc mà bố thí làm lành là bà không thích. Thì một hôm á, Phật gửi ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, các vị cao tăng tới độ, bà đâu có nghe. Cuối cùng bà gặp ngài La Hầu La mới có 7 tuổi đi khất thực, bà khoái, bởi con nít tu cũng có lợi lắm. Đó, bà thích quá đi, mấy thầy đi khất thực bà không thèm cúng. Vậy mà tới khi mà ngài gặp ngài La Hầu La ôm bát nhẹ nhàng đi vậy, bà đem đồ bà cúng, mà là ngài La Hầu La nói cái gì bà nghe cái đó. Thì các vị mới thấy lạ đó, tại sao những bậc tu hành cao đẹp như là ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên mà nói bà không nghe, mà ngài La Hầu La nhỏ như vậy. Thì Đức Phật nói có một kiếp La Hầu La từng làm con của bà, đã không, thành thứ đời này mới là như vậy. Hồi nhỏ, bây giờ Pháp Hòa nghiệm lại, Pháp Hòa mới thấy chắc chắn rằng trong đời trước mình đã từng gieo duyên lành với Tam Bảo, cho nên đời này mình mới được gặp Phật Pháp một cách sớm như vậy. Mà hồi nhỏ mới có 7 tuổi thôi mà đi trong đoàn Phật tử, tất cả những người lớn ai cũng thương, và vừa thương mà xin lỗi mình dùng cái chữ là kính, là sao? Có những buổi tụng kinh đẩy Pháp Hòa lên làm chủ lễ, mới có 7 tuổi đứng làm chủ lễ mấy ông già bà già hết. Không phải là mình khoe, nhưng mà Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng thấy, nếu mà chúng ta thấy rằng trong cuộc đời này, bây giờ mình đừng có, mình không tin trời Phật thánh thần nhân quả gì, bây giờ quý vị cứ nghĩ một cái điều đơn giản thôi, mình lân mẫn, mình gần gũi người ta bằng cái tâm lành của mình, có phải nó hay hơn không? Tại sao mình lại có những cái tâm hiềm hấn với người khác làm chi? Mình nói móc nói méo người ta làm chi? Mình có những cái ý mà mình không biết gì người ta, nhưng mà tự nhiên mình gặp họ mình không ưa, mình có những cái thái độ tỏ vẻ với họ để làm gì? Bây giờ đừng nói chuyện tu hành gì, mình nói cái đơn giản, cái thuần túy trong lành mạnh trong cuộc sống. Ai cũng muốn là gặp nhau là vui vẻ, phải không? Chào hỏi nói cười, cho nên gặp nhau bắt tay cái: xin lỗi anh quý danh chi? Quý danh mà sống sao hồi tự quý danh thành gì ố danh.
Còn nếu mình mà có cái tật gì nữa là chết danh rồi. Ông đó là năm lửa. Từ đó về sau gặp cái ông đó ở xóm đó, đi xuống nhà năm lửa đi, hỏi sao kêu năm lửa, tại nó nóng. Phật tu Phật được hồng danh, tại vì cái hạnh tu của các ngài được hồng danh. Rồi mình sống sao cho tốt, được quý danh, được phương danh, được mỹ danh. Mà hễ cái tật mình nhúc nhích một cái là gì? Chết danh. Bị người ta đặt cho mình một cái hiệu đó là chết danh. Cho nên thôi bây giờ hôm nay chúng ta đến đạo tràng Pháp Duyên. Vậy thì Pháp Duyên là gì? Là nếu nói theo cho giáo nghĩa, Pháp Duyên nghĩa là tất cả những duyên nào lành thiện trong Phật Pháp. Còn nếu nói rộng một chút nữa, Pháp Duyên là những phương pháp để mình rộng kết duyên lành với tất cả mọi người, với chúng sanh, không từ nan. Người ta đến nói tôi muốn lại Phật, dạ mời. Tôi muốn tụng kinh, dạ được. Tôi muốn xin kinh, phá quà in kinh đó. Phật tử nào thích tụng kinh, phá quà cúng dường hết, hết mình in khác. Mắc chi nó không được, kinh này để chùa tụng. Trời đất ơi, kiếm một người đọc kinh không có phải dễ. Mà người ta được thích một quyển kinh phải tặng cho người ta, để người ta đem về người ta tụng. Còn không có phải tạo. Mới đây Pháp Hòa qua đây có một cô Phật tử Hòa Lan email cho Pháp Hòa là xin cái quyển sám hối. Trước khi đi Pháp Hòa nhớ là có một vị gửi cho mình cái thư xin kinh mà không tìm được cái email đó, tìm hoài tìm không ra. Khi qua tới bển cái cổ mới nhắc mình chơi, mình nhớ nhưng mà không nhớ cuốn gì. Pháp Hòa phải tìm mọi cách xin cái địa chỉ của cổ để rồi gửi cho cổ cái quyển kinh đó. Và quý vị thấy, nhớ rằng trong cuộc đời này tìm một người khởi cái duyên tốt, duyên lành khó lắm. Cho nên bằng mọi cách phải giúp người ta, trợ cho người ta. Chùa Pháp Hòa nhiều lúc chiều chủ nhật hết cơm, đâu còn đồ ăn đâu. Nhiều khi quý thầy buổi chiều chủ nhật còn ăn cơm nước tương, ăn cơm bình thường. Vậy mà ai gọi lên chùa, thầy ơi chùa còn đồ chay không? Hết, Pháp Hòa cũng nói còn nữa. Mấy cô nói hết rồi, mình nấu cho người ta đi. Trong khi mà người ta chạy tới đây 10 phút, 15 phút là mình chạy vô bếp, mình làm cho người ta ăn miếng, người ta về người ta ăn. Mình ăn sao cũng được. Nhưng mà bây giờ nếu mà nè, tiệm phở cả chục tiệm, người ta có quyền ra đó người ta ăn. Tại sao người ta gọi về chùa, người ta xin mình miếng đồ chay làm chi? Mình lười chi có 5-10 phút mà giảm cái duyên cho người ta ăn một bữa chay. Rồi mấy cô Phật tử ở chùa, lễ Phật đản 1.500 người dự, phải làm dư mấy trăm hộp cơm. Thường thường á, cơm hộp dễ bưng lắm, ăn xong rồi xin đem về nữa. Rồi quý vị nói thôi cứ cho đi. Người ta về ăn xong buổi trưa ở chùa rồi, chiều hôm đó ta ăn luôn cơm hộp, một mình cho hộp thứ hai, trọn ngày mình trợ cho người ta ăn chay. Bây giờ mình không cho người ta ăn mặn, có phải uổng không? Cho nên ở chùa Pháp Hòa lúc nào trong chùa cũng phải nấu cơm dư, ai tới cũng đều hỏi người ta. Nếu ta không ăn, quý vị ở xa có cần làm cơm đi về không? Có, làm cơm cho người ta ăn. Mình phải rộng kết như vậy thì đời nào kiếp nào mình sanh ra không bao giờ thiếu thốn. Mà Pháp Hòa thấy rõ cái điều đó 100%. Hồi nhỏ nè, nhà Pháp Hòa nghèo, nhưng mà bà già mẹ Pháp Hòa mà nấu cơm rồi, bà để cho ở nhà, xong bà đi làm. Ở nhà Pháp Hòa lấy cơm cho hết, cho mấy người bán vé số, cho mấy người nghèo, cho mấy người bán ve chai long dịch. Bây giờ Pháp Hòa thấy rõ, từ nhỏ tới lớn Pháp Hòa không có thiếu ăn. Quý vị biết không, quần áo nhà cũng đâu có đủ gì đâu. Vậy mà mấy người bán vé số, họ đi trời mưa họ té đó, bị chảy máu rồi Pháp Hòa đem vô nhà lấy quần áo mình cho người ta. Cho nên bây giờ từ hồi Pháp Hòa đặt chân tới Canada, chưa bao giờ biết đi chợ mua cho mình một cái áo thun, một đôi vớ. Ở nhà thì mẹ mua cho mặc, mua cái gì mặc cái nấy. Tới hồi đi tu rồi, Phật tử cho cái gì xài nấy, không bao giờ cần thiết cái gì mà phải. Pháp Hòa thấy lúc nào mình cũng đầy đủ, không có gì phải đòi hỏi nữa. Cho nên Pháp Hòa chỉ nói với thưa với đại chúng, Pháp Duyên đừng từ chối bất cứ một hình thức nào để kết duyên rộng lớn với chúng sanh. Bởi vì á, chúng sanh thì vô cùng vô tận, bản thân mình á, không đủ, nhiều khi không đủ phước lành để gặp những chúng sanh để mình kết duyên đó. Cho nên đời này gặp kết duyên đi, chào nhau một câu có cái gì đâu mà phải hiềm khích, hay quýt chi có một chút để rồi gặp nhau mãi mãi khổ đau.
chỉ cần chào nhau một cái thôi rồi không không có hợp đi chỗ khác cũng được, phải không? Còn nếu mà Pháp Hòa thường nói, nếu không thương được người đó thì đừng ghét, nếu không thương được thì đừng ghét, đã không thương mà còn khởi cái tâm ghét nữa thì mình tự mình ôm một cái khối khổ đau cho chính mình, tự mình kết một cái duyên không thiện trong tâm mình, rồi từ đó mình trở thành một khối không lành, gặp ai mình cũng phun ra những cái điều không lành đó, rồi cái gì mình cắt hết tất cả những cái duyên mình với chúng sanh. Được như vậy thì chúng ta sống trong đời này, người ta thường nói trời ơi càng kết càng khổ. Dạ không, nếu anh kết cái duyên bất thiện với nhau mới khổ, còn anh kết duyên lành với nhau làm sao khổ. Cái thứ hai, trong Phật giáo kết mà không cột, kết duyên mà không cột, kết mà không lụy không trói, cho nên cực mà không khổ. Cực lắm, làm trong chùa rất cực nhưng mà không có khổ, bởi vì cái cực của mình là cái gì, là cái rộng kết thiện duyên với chúng sanh đó. Quý vị thấy 22 ngày nay Pháp Hòa chưa ở yên một chỗ nào trọn, tới bưng tối khuya xách vali vô, mấy tiếng sau xách ra cứ check in rồi check out miết thôi, và ngày nào cũng phải nói chuyện. Nhưng mà cái đó tốt, chỉ sợ một ngày nào đó mình tới đâu người ta cũng nói thôi kệ đi, du làm gì du làm, cái đó mình mới mệt đó, phải không? Còn mình tới đâu mà chúng sanh còn thương quý mình, cho nên em không từ chối chụp hình là vậy đó. Không phải Pháp Hòa xí soạn làm đẹp gì đâu, nhưng mà luôn luôn Pháp Hòa nghĩ người ta thương mình, người ta mới muốn chụp với mình một tấm hình, chứ mình là cái gì đâu mà người ta phải làm vậy, phải không? Mình, người ta thương mình, người ta mới muốn chụp hình với mình, cho nên được chụp hình chứ không phải là bị chụp, phải không? Và quý vị thương quý vị mới làm vậy, quý vị thương quý vị mới tới, nóng bức như thế này mà chịu khó ngồi như vậy, rõ ràng chúng ta là những người có tình thương rộng lớn cho nhau, muốn luôn luôn biết kết cái rộng duyên với nhau. Thôi xin chúc đại chúng thân tâm luôn an lạc, tinh tấn tu học, và luôn luôn giữ trong tâm mình một tâm niệm rằng con nguyện rộng kết thiện duyên, bồ đề quyến thuộc với chúng sanh, và không chúng sanh nào mà con kết ác duyên cả. Vì kết thiện duyên cho nên mới phóng sanh đó. Tại sao phải kết duyên với con cá, con rùa, con ếch, con lươn? Vì nó cũng là một chúng sanh, bây giờ nó được cơ duyên gặp mình, mình kết duyên với nó. Chờ quý vị kết duyên nha, nhớ là đi mua về, gặp lúc thì thả đi, đừng có bưng lên chùa rồi chờ thầy hai tiếng sau thầy tụng xong thời kinh tiếng, 10 con mở rã ngáp hết hai con rồi phóng sanh đâu không thấy, phải không? Mua xong không cần ai tụng, mình tự tụng luôn. Tụng bằng cách nào? Hôm nay tôi đủ duyên gặp quý vị để thả cho quý vị được tự do, nguyện quý vị đời sau thoát được kiếp súc sanh, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, thả, khỏi cần thầy chú nguyện, mình chú cho nó luôn. Trời ơi, một cái lồng chim 200 con, trời nóng 30 mấy độ, bưng lên chùa để trước cửa sân, chờ thầy ba la rẫy, rồi xong một tiếng đồng hồ sau bưng nó ra, nó ngọt, nó chết mớ trong đó. Chi đâu có cần, gặp đâu phóng đó mới gọi là phóng sanh. Nhưng mà đủ duyên tụng cho nó là tốt, còn không mình nói vài câu vậy. Còn ai mình ai bệnh tật mình muốn phóng sanh cho họ, đại diện cho họ cũng được nữa. Tôi xin đại diện cho bệnh nhân tên gì đó phóng sanh để cầu phước cho họ, tăng phước tăng thọ, có sao đâu. Tâm thành của mình khởi lên, mình chú nguyện cho họ, họ cảm được hết. Để quý vị đừng quên rộng kết duyên lành với tất cả chúng sanh, lúc nào mình đi đâu cũng gặp những chúng sanh thiện lành với mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Thầy, con nhờ Thầy chỉ dạy dùm cho con một con đường đi. Nếu theo Đạo Phật, ai cũng mong cầu một cuộc sống bình an, không câu mâu khó chịu với người xung quanh. Nhưng có người sống muốn làm gì làm, nếu mình vì muốn an không nói, không đụng chạm đến, thì trong một quần thể, một xã hội sẽ không có trật tự, sẽ không an ninh nữa. Kính mong Thầy chỉ dạy. Và thưa đại chúng đừng có hiểu lầm, Đạo Phật dạy cho mình là luôn luôn chủ trương là bình yên, hiệp, hài hòa,
Nhưng nếu có những người người ta làm những cái điều không đúng thì chúng ta phải có bổn phận hướng dẫn hay là tỏ cái thái độ là cho họ biết rằng những điều, cái thái độ ở đây không phải là mình đánh đập gì họ, nhưng mà mình phải cho họ hiểu rằng những điều họ đang làm không đúng. Ví dụ như con mình nó sống ở trong nhà mà nó ngang dọc, không lẽ mình không dạy nó? Rồi bây giờ mình lấy cái chủ trương là Phật giáo hòa bình rồi mình không hướng dẫn nó sao? Không phải. Nhưng mà luôn luôn hướng dẫn người ta trong cái tinh thần nhẹ nhàng, chỉ dẫn. Nếu như trường hợp cái người đó họ cần có một cái biện pháp hay là một cái luật lệ nào để chế ngự họ, chúng ta cũng phải làm. Chứ không phải là chúng ta theo cái Phật rồi chúng ta buông xuôi cuộc đời để cho ai muốn làm gì thì làm, ai muốn hại ai thì hại. Không phải vậy. Cái người học võ đâu phải để đánh người, phải không? Nhưng mà học võ cũng không phải để chúng ta chịu chối, mà chúng ta làm gì? Chúng ta tự vệ nếu cần. Mà trước khi tự vệ đánh lại người đó hay hành hung người đó thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải nhẫn nại, đừng có để họ phải, chứ là làm mọi cách để cho họ phục trước khi mình ra tay. Một cảnh sát có cây súng không có nghĩa là cảnh sát có quyền bắn người bất cứ lúc nào. Mà cảnh sát chỉ phạ người đó nếu người đó có những thái độ muốn hành hung, giết chóc người khác. Thì trong Phật giáo cũng vậy. Nếu chúng ta nghĩ rằng đạo Phật dạy tri túc là biết đủ, vậy thì xã hội làm gì có sự tiến hóa? Cầu gọi là sự tiến hóa, không phải. Biết đủ đây là mình biết đủ khả năng của mình. Nếu khả năng mình tiến hóa tới đó, mình cứ tiến hóa, chứ không phải là tự nhiên đang ăn nửa chừng vậy nè, còn đói, nó thôi đủ rồi, tại Phật dạy tôi đủ rồi. Đủ là mình lượng cái sức mình ăn, thể mà ăn hơn cái mình ăn được, phát ạch. Mà mình ăn không đủ thì mình thiếu, mình thiếu, phải không? Cho nên uống thuốc mình phải uống cho hết bệnh, chứ không phải vừa bớt bệnh mà chúng ta bỏ thuốc. Trụ sinh ta dặn 10 ngày, uống mới 2 ngày hết đau cổ bỏ trụ sinh thì cả đời cứ phải trụ sinh, và mình phải trụ trong đó, dính với nó hoài. Không phải. Nếu cái đó cần 10 viên phải uống đủ 10 viên. Nếu cái đó cần phải đi tới, chúng ta phải đi tới. Cho nên đừng có lầm là đạo Phật dạy như vậy là con người yếm thế. Dạ thưa không phải. Mà con người biết cách nào để chúng ta khuyên lên. Pháp Hòa ví dụ, có một ông vua đó, một cái người mà làm quan của ông á, hiếu thảo với mẹ. Ông nghe người ta khen người đó hiếu thảo, ông cho làm quan. Một ngày nọ đánh xe cho ông trật chân té, làm ông ở trong này lắc lư giật mình. Vậy mà ông hạ lệnh chém đầu. Nếu như mọi người sợ ông vua đó, mọi người sợ ông vua đó hết, không ai dám hó hé binh vực tìm cách giúp cho cái anh chàng này. Có một ông quan nọ bước ra, ông nói bẩm hoàng thượng, cái tên này làm hoàng thượng giật mình đáng chết. Nhưng tội đáng chết hơn nữa là đã làm cho hoàng thượng bị mang tiếng vì một chút giật mình mà chặt một cái đầu người. Ông vua nghe xong, thôi tha cho nó đi, đừng để trẫm mang tiếng như vậy. Quý vị hiểu được câu chuyện đó không? Đó là cái khôn khéo của một cái người biết hướng dẫn một ông vua trở thành một minh quân. Nhưng mà con người, có nhiều người ta sống vì cái ngã. Ông vua này cũng sợ mất tiếng ổng, chứ nếu mà ông này bước ra xin hoàng thượng hãy hạ rộng lòng thương thì chắc có lẽ ổng càng thịnh nộ và ổng muốn ra ngoài, thấy không? Tuy hắn làm vua giật mình tội đáng chết, nhưng mà đáng chết hơn nữa là vì chuyện này mà làm vua mất chữ tín. Vì vua sẽ mất cái sự minh quân của mình chỉ một chút chuyện mà chặt cái đầu của một con người. Thôi tha nó đi, đừng để trẫm mang tiếng. Thưa đại chúng, đó là cái cách. Đó. Thà nữ ra đạo Phật có bốn cái tất đàn. Tất đàn là gì? Là sự thành tựu cho chúng sanh. Trong đó có cái gọi là thế giới tất đàn. Thế giới như vậy, chúng ta phải đồng tình để thành tựu như vậy, thấy không? Vị nhân tất đàn, con người như vậy, mình phải nói như vậy.
thế giới người ta nói thời, thí dụ như giờ thế gian này nè, người ta nói con đó là con bò, mặc dù nó chẳng có gì là con bò cả, nhưng mà người ta nói bò mình phải nói theo bò chứ không thể nói ngược. Cho nên trong kinh Phật nói chúng sanh thuyết ngu Phật thuyết ngu, chúng sanh thuyết mã Phật thuyết mã. Cái con đó chúng sanh gọi là con người, gọi là con ngựa, thì mình cũng phải nói đà con ngựa, chứ bản chất nó có con ngựa gì đâu. Bây giờ hỏi nguyên cái con đó đó, nhắm cái gì của nó ra, có cái chỗ nào kêu con ngựa đâu. Thì giờ người ta kêu con ngựa thì mình nè, bản thân này nè, nó đâu có xưng nó em là cút đâu. Tự mình đặt nó là cút, rồi từ đó về sau mọi người gặp nó là phải gọi cút, chứ không thể gọi vạn thọ, gọi là hoa hồng gì hết. Người ta gọi cút, mình phải gọi cút. Đây là vị nhân tất đàn. Thế giới có ngày giờ năm tháng, mặc dù hỷ chung không có năm tháng ngày giờ gì hết. Giống như giờ này đây 8 giờ tối, mà bên Pháp Hòa là buổi trưa, rồi Việt Nam là đang buổi tối hay buổi sáng gì đó. Mình đang ở đây là mùa hè, bên Úc thì đang mùa đông, ví dụ vậy. Không có cái gì đúng hết. Một năm 365 ngày, đặt cái cục là năm. Chứ thật sự ra ngày nào cũng như ngày nấy à, có cái gì là một năm đâu. Nhưng mình đặt cho nó một cái chu kỳ 365 ngày gọi một năm, 30 ngày gọi một tháng. Bây giờ người ta như vậy, mình cũng phải tùy thuận mình nói như vậy. Cái đó gọi là thế giới tất đàn, vị nhân tất đàn. Nhưng mà có một cái tột cùng là cái lẽ thật, nói lẽ thật cho người ta nghe, nhưng mà để cho người ta hiểu, để người ta nắm được cái chân lý đó, nhưng vẫn sống trong đời. Ví dụ ăn rồi cũng xả, uống rồi cũng xả, phải không? Trước sau người ta cũng chết, nhưng không vì vậy mà chúng ta hủy thân. Biết rằng cái lẽ thật là trước sau cũng chết, nhưng không vì cái chuyện chúng ta sẽ chết rồi chúng ta hủy thân chết trước, không đúng. Quý vị hiểu được chỗ đó. Mà hiểu được chỗ đó thì chúng ta thấy rằng đạo Phật là để cho thế giới, cho con người, chứ không phải cho cõi trời, cõi thánh nào cả. Mình tu là đừng đợi tới ngày về cực lạc nha. Ai mà tu mà chờ về cực lạc là chưa đúng á. Mình phải lạc ngay trong thế giới này, mình phải vui ngay trong thế giới này, chứ làm gì mà có chuyện tu 30 năm sau về cực lạc. Vậy thì 30 năm này anh tu anh cực khổ à? Đâu có đúng. Anh ăn một cái bánh, anh no một cái bánh. Anh ăn hai cái bánh, anh no hai cái bánh. Anh không ăn thì anh không no, chứ không có gì cả. Vậy thì tu, cái chuyện mà nói về cực lạc chẳng qua là một cách nói để cho chúng ta phát tâm ngay bây giờ. Nhưng mà đặc biệt một điều là anh tu ngày nào anh vui ngày đó, anh vui mãi cho đến ngày anh chết là anh cộng lại một cái vui thù thắng, gọi là đầy đủ. Chừng đó anh đủ duyên, anh sanh về những cảnh an lạc. Để tâm mình mà an lạc, ngồi đâu cũng an lạc, ăn gì cũng an lạc. Mà tâm không an lạc, ăn cái gì cũng không ngon, ngồi đâu cũng không yên. Tâm vui, ngồi trong này nóng vẫn thoải mái, không thích rồi á, ngồi trong này có máy lạnh vẫn khó chịu như thường. Cho nên sự tất đàn nghĩa là thành tựu chúng sanh. Mà đạo Phật là để cho con người, chứ không phải để cho thánh thần nào khác. Thể con người còn cái gì thì đạo Phật phải nói cái đó. Thể con người còn bệnh ung thư, những người tạo chế thuốc ung thư vẫn còn tiếp tục bào chế. Bây giờ hết nạn ôn dịch rồi, không có chỗ nào chế thuốc ôn dịch nữa hết. Vì bệnh gì chúng ta mới chế thuốc ấy. Như vậy thì bây giờ nè, gặp ai cũng khuyên đi xuất gia hết á, mà có đứa nào đi đâu. Mà nói, cho nên đừng có sợ là khuyên hết con người làm lành rồi thế giới này, trời ơi, nếu chúng sanh dễ dại như vậy thì đâu có chuyện gì để nói, phải không? Thế giới lên tiếng biết bao nhiêu về cái chuyện khủng bố, mà họ có ngừng khủng bố, không ngừng khủng bố đâu. Cho nên khuyên là như vậy, nhưng mà không thể vì vậy rồi dừng những tiếng khuyên. Tại vì chính như vậy, người nào người ta lành được phần nào đó, mình mừng cái phần đó. Ngay từ nhỏ thầy đã thích tụng kinh và muốn đi tu, vậy có thể nói là thầy đã kết duyên với Phật Pháp từ kiếp trước nên kiếp này thầy đi tu. Như vậy cũng chứng tỏ là có kiếp sau sự đầu thai trở lại. Thì cái đó là do cái tin tưởng của mình. Ví dụ như bây giờ mình thấy một đứa nhỏ, tại sao nó mới có 4 tuổi mà nó có thể nói những điều mà nó chưa bao giờ học. Giống như vừa rồi có coi một cái đoạn phim của một đứa nhỏ 4-5 tuổi ở bên Mỹ, mà nó thuộc hết tất cả tiểu bang của nước Mỹ, thuộc lòng, mà nó có thể nó đứng lên cái bản đồ mà nó chỉ hết tất cả tiểu bang.
Hoặc là có những đứa nhỏ 9, 10 tuổi mà nó có thể chơi được những bản nhạc hay nó hát được những bản nhạc mà cái giọng của nó phải là một cái giọng người điêu luyện. Thật ra những cái đó là cái gì nó đặc biệt. Ví dụ như bản thân Hoài, Pháp Hoài nó chắc kiếp trước mình cũng có tu, phải không? Nhưng mà có lẽ mình tu nửa đường gãy gánh cho đời đời này mình trở lại. Vì vậy trở lại cho nên từ nhỏ 5 tuổi, từ nhỏ là không thích chơi cái gì hết ngoài cái chuyện thích tụng kinh. Thấy con gián, con chuột, con thằn lằn chết là bỏ vô cái hộp làm đám. Thích đi tụng đám cho nó chứ không thích gì hết. Con nít là không theo những, Pháp Hòa không hề biết chơi bất cứ một thứ cờ nào, dù là cờ tướng, cờ domino, bất cứ một hình thức bài bạc nào, không có thích. Những đứa bạn nó chơi là không tới, mà hãy nó đá dế, mày đá đi mà hả, con dế nào chết mày đưa tao tao tụng kinh tao chôn nó. Đó là từ nhỏ mình thích như vậy. Mà khi vô chùa mà tu á, là học kinh á, là không có mất thời gian, chỉ cần cuốn kinh đó đọc 5 lần là thuộc. Những bài kệ, những bài kinh đó đọc sơ qua 2-3 lần là thuộc. Thậm chí chút xíu nữa đi đám tang, thầy trụ trì đưa một cái bài thần chú cho học, 10 phút sau mình thuộc. Thì như vậy đó, Pháp Hòa nghĩ rằng đời trước mình cũng có túc duyên. Thôi bây giờ nói gần chút, nếu như trong tâm tư mình không có tạp những cái thứ khác, chỉ thuần một tí là thứ này, nói cái gì vô đấy. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ một người thích nấu ăn, không thích gì khác, chỉ cần mình nói cái chuyện thứ nấu ăn với họ thôi, nói tới đâu họ vô tới đó, nói tới đâu, tại vì trong tâm họ không có tạp cái khác, cho nên mình mới gọi là Phật tử thuần thành. Quý vị nghe câu đó không? Thuần là gì? Thuần một chất không có tạp. Còn mình bây giờ á, tụng kinh cũng muốn, xin xăm cũng có, bói quẻ cũng có, coi lịch tử vi cũng có, mỗi năm cúng sao cũng có, đi cầu bà chúa cũng có. Mình tạp rồi, đâu có thuận. Phật tử thuần thành là tin nhân quả, là không coi bói coi ngày, không xin xăm bói quẻ, không cúng sao giải hạn gì hết. Còn cúng sao giải hạn nghĩa là Phật tử chưa thuần thành, không có cúng sao gì mà cúng, sao gì mà cúng. Rồi thì bây giờ đặt trường hợp đi cúng đi, rồi năm đó có bệnh không, nhà cũng còn vẫn cái gì không? Phật tử tin nhân quả, không cúng sao giải hạn. Mình tin nhân còn muốn mình sợ bệnh sợ tật phải không? Ráng tu giữ khẩu, giữ thân, giữ ý, gây thù chuốc oán với ai mà họa với tội. Mình biết, ví dụ bây giờ là mình nói giờ năm nay xui. Quý vị thấy có những người mà người ta viết ra tử vi, gọi là báo cho mình biết tử vi mình sắp chuyện gì xảy ra, mà cái ông viết tử vi ông cũng chết à, không có tránh được ngày ông chết đâu. Cho nên nếu mình hiểu được mình là một Phật tử thuần thành là không có cái đó. Còn nếu mà quý vị còn cái đó thì quý vị tự biết là ồ, cái này là phương tiện nè, mà cái này không phải của Phật giáo nè, cái này là mình pha vô nè để cho mình yên tâm, còn không là mình sợ hãi đầu năm đi coi bói để rồi lo sợ suốt năm. Chỉ cần thầy bói nói tháng 12 có tai nạn thôi là từ tháng giêng tới tháng 12 sống trong hồi hộp phập phồng. Như vậy có phải là mình bỏ tiền ra mình mua sợ hãi suốt năm không? Nếu mình thích cái kiểu đó thì đó là của mình, nhưng mà đừng có nói cái đó của đạo Phật. Còn mình thích đi cúng thần thánh nào đó là của mình, chứ đừng nói cái đó của Phật. Mà nó khổ cái hễ chỗ nào có thắp cây nhang, thắp cái đèn của ông Phật à. Không cần biết cái ông đó là ai, ở ngáp ngáp chùm khăn lắc đầu cũng kêu của Phật à. Nó khổ vậy đó. Cho nên Phật tử mình nó chưa thuần và chưa thục, không thể thành thuần thục. Thuần thục là không có tạp. Mình mà thuần thục coi, đầu mình không có cái khác á, chỉ có Phật pháp thôi, là nói Phật pháp là vô, nói Phật pháp là vô. Còn đầu mình có thứ khác ta nói là nó dội ra liền, nói là dội ra liền. Ví dụ như giờ quý vị đang ghét một người nào coi, nói gì cái người đó là dội ra liền, không muốn nghe, đừng nhắc tới. Phải không? Còn người nào mình khoái coi, chị biết số phone không, chị giới thiệu với em được không, mình thích cái gì là mình tìm. Còn cái mình không ưa cái gì là nó dội ra liền. Trong đầu mình nó đủ thứ tạp hết rồi thì cái khác nó vô không được. Chứ nếu mình tin kiếp trước kiếp sau thì đó là như vậy. Bây giờ nè, có hôm qua không, có ngày mai không, có hôm qua thì có kiếp trước, có ngày mai là có kiếp sau, có hôm nay là có kiếp này, vậy thôi. Cuộc đời này là một đại mộng, nằm chiêm bao là tiểu mộng, vậy thôi. Thì đó, tạo dựng cho nhiều đủ thứ hết, rồi cuối cùng mình đến đây bằng gì?
đến đây hai tay, rồi đi cũng hai tay, mà nếu có nhét vô tay toàn sắp giấy, ba cái giấy tiền nhận bạc, chứ có dám nhét đồ thiệt đâu. Chết thì sống thì muốn ăn đồ thiệt, chứ còn chết là nhét toàn đồ giả mà. Kính mong thầy từ bi giảng dạy cho chúng con hiểu rõ hơn. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên ... đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Đây là một bài thơ của một vị thiền sư người Việt, ngài hiệu là Trần Thái Tông, tức ngài cũng là vua nhà Trần của chúng ta vào thế kỷ thứ 13. Trong bài thơ gọi là vui của ngài đó, thì trong đó có bốn câu thơ này là bốn câu cuối cùng của một cái bài trường ca đó. Bốn câu này là: ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền, trong nhà sẵn báo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Thế nào là ở đời vui đạo hãy tùy duyên? Chữ tùy duyên nghĩa là chúng trước khi tùy duyên thì chúng ta phải tạo duyên, phải kết duyên, rồi việc gì nó không được thì chúng ta mới tùy duyên. Chứ chữ tùy duyên không được tùy tiện dùng, trở thành một con người buông xuôi mà không có phấn đấu. Ví dụ như hỏi con ăn cơm không? Dạ con ăn vì con đói lắm. Để má vô, má nấu ăn cho con. Mở tủ lạnh ra, định trong bụng là làm cho con một tô hủ tiếu thật ngon. Mở tủ ra không còn gì hết. Thôi bây giờ con ăn mì gói nha con. Đứa con nó nói dạ, tại bây giờ nhà không còn gì ăn, con sẽ tùy duyên ăn mì gói, vì mục đích ăn mì ăn là để no. Như vậy gọi là ở đời vui đạo hãy tùy duyên. Đói đến thì ăn, quan trọng là ăn cho no, còn chuyện ngon là hên. Có bước, cái quan trọng là ngon là hên. Giống như bây Pháp Hòa ra đây, Pháp Hòa ngồi nè, Pháp Hòa có biết trên bàn Pháp Hòa được uống nước gì đâu. Nhưng mà nếu mình được uống một ly nước chanh, hên. Còn nếu mà được một ly nước lạnh, đó là bình thường. Thấy không? Ở đời vui đạo hãy tùy duyên. Khát thì mình cứ uống nước, đói thì mình cứ ăn, mệt thì đi ngủ. Đó là cái tu của đạo Phật. Trong nhà sẵn báo thôi tìm kiếm. Sẵn báo này là gì? Đó là cái sự sáng suốt, định tĩnh. Nói theo nhà Phật là Phật tánh, là chân như. Nói theo cái bình thường cho chúng ta dễ hiểu là sự nhận thức sáng biết của mình. Bây giờ con có đòi hỏi má nấu hủ tiếu, hủ tiếu đâu ra mà nấu, mà con không có an lòng với cái đó. Con hãy tập một cái hạnh đối cảnh vô tâm. Đối tất cả mọi sự việc trong đời này, có những cái nó bất trắc, nó không như ý con, nhưng mà con hãy để cho tâm con bình lặng, đừng có phản ứng. Phản ứng nhanh là nguy hiểm. Pháp Hòa kể đại chúng nghe, bữa nọ Pháp Hòa đi an vị Phật cho một ông người Nga, vợ người Việt. Tới nhà ổng cúng cho ổng xong, bạc bằng phờ cho hai vợ chồng xong, ổng chở Pháp Hòa về. Vô trong xe, cái điện thoại nó reo. Ổng hỏi Pháp Hòa, do you mind? Tức là thầy có khó chịu không? Ổng móc móc vô cái túi vậy nè. Pháp Hòa tưởng đâu ổng hỏi Pháp Hòa là tôi nghe điện thoại trong xe, thầy có ngại không? Pháp Hòa nói no, I don't mind, nghĩa là không, tôi không có ngại gì hết. Cuối cùng ổng móc ra gói thuốc, ổng hút trên xe. Mình thấy ổng sọt tay vô túi, ổng hỏi Pháp Hòa, tôi hút thuốc thầy có ngại không? Ba chùm ba chán, tưởng ổng nghe điện thoại. Dạ tôi không sao đâu, anh cứ tự nhiên. Ổng móc gói thuốc ra ổng hút. Từ lúc đó về tới nhà ba điếu. Trời ơi, mình ngồi trên xe mà mùa muốn chết luôn, mà mùa đông cũng đâu có mở cửa. Bây giờ phải làm sao đây? Phải học cái cảnh đối cảnh vô tâm. Bây giờ tôi làm gì hơn? Phải không? Thôi bây giờ tôi ngồi tôi thở thôi. Tôi ngồi tôi thở, tôi chấp. Tức là cái duyên, bây giờ tôi làm gì? Không lẽ tôi mở ra tôi phóng xuống xe? Không lẽ là tôi cự với anh? Vì cái lỗi của tôi là nghe ẩu, trả lời tả, cho nên tôi trở thành một con người ẩu tả, không hỏi người ta mai chuyện gì. Phải không? Giống như Tề Thiên lên trời kiếm chức, hết chức rồi. Phải ông Ngọc Hoàng hỏi giờ còn chức gì cho giữ không? Dạ bẩm Thượng Đế, còn một chức giữ ngựa. Rồi cho nó giữ ngựa đi. Hỏi chữ giữ ngựa, Bạch Mã Ôn. Ôi cha ơi, cái chức này lớn lắm á. Đi dinh gian, đi tới đâu cũng là khoe khoang ta là số 1.
tới hồi đi qua cung khác ta nói trời ơi ông là cái gì, chẳng qua là một cái người giữ ngựa thôi. Giỏi giận lên, tại sao mình giận? Tại vì lúc người ta giao chức mình nghe ba chùm ba chán, phải không? Mình nghe ẩu thì mình phải chịu thôi. Khi tất cả các cây cỏ lên gặp Ngọc Đế để được đặt tên, cái này nó lên Ngọc Đế tặng đặt cho nó bông cúc, cái này lên đặt bông ly ly, cái này lên đặt cho cái ly cái khắp gì đó, con cái cọng rau nhỏ nhỏ nó chạy lên nói bẩm Ngọc Đế con chưa có tên. Ngọc Đế hết tên đặt rồi, à còn mi hả, mi thì là định đặt thì là gì đó, nó trả ô dạ con tên thì là bây giờ mới có cái rau thì là đó là những câu chuyện vui nói về một cái chuyện là khi chúng ta sống cứ ba chùm ba chán, nghe ẩu nghe tả thì đây là cái quả của mình, phải không? Thì những lúc như vậy chúng ta tạo mọi thứ, nhưng mà nhớ là không phải trong cuộc đời này cái gì mình muốn cũng sẽ được đâu. Nhiều khi chúng ta tạo hết sức cái duyên nhưng mà cuối cùng duyên không đủ. Pháp Hòa ví dụ kỳ cổm móc miết được 99 đồng, vét hết trong nhà không còn đồng nào nữa hết, thì chỉ là 99 đồng thôi, nó chưa đủ một đồng nữa để gọi là 100. Một đồng so với 99 nó chẳng là gì, nhưng nó thiếu một duyên để gọi là một đồng. Chừng đó mình cố gắng hết rồi nhưng không được thì phải tùy duyên. Tùy duyên nhưng tâm không khổ, như thế gọi là tùy duyên mà bất biến, vì tâm mình đã vững rồi. Mình đã làm mọi thứ mà không được mới bất biến chứ, phải không? Nhưng mà khi tâm đã vững được rồi, đối cảnh thì vô tâm, anh sao tôi cũng sống được hết. Mấy ngày nay đi đến đâu nhiều Phật tử ngại ngùng, ôi cho thầy ăn như thế này, cho thầy ở thế kia, trời ơi có chỗ ngã lưng vài tiếng một ngày là mừng rồi, đi qua đây đâu phải để kiếm chỗ ngủ, phải không? Thành nữ đó, trường hợp đó phải là đối cảnh vô tâm. Không cần hỏi tu thiền gì cả, nhưng mà tâm mình lúc nào vẫn thiền. Bởi vì thiền nghĩa là gì? Thiền nghĩa là người có khả năng sống thích ứng với mọi hoàn cảnh. Này, ngồi đây mà nóng đó mà vẫn bình thường là thiền, phải không? Bây giờ mình làm được gì khi trời đã nóng bức? Cái quan trọng là mình tự chỉnh mình, chứ mình không tự chỉnh được thời tiết. Mình chỉnh được mình chứ làm sao mình lo được thời tiết? Mình không vô tâm thì làm gì nhau? Hiểu được điều đó. Cho nên sống được như vậy, không cần nói tu mà vẫn tu trong cuộc sống, không cần nói đạo Phật mà đạo Phật bàn bạc trong cuộc sống. Đạo Phật không ở cái chuông cái mỏ, đạo Phật không ở quyển kinh, nhưng mà không có cái đó biết gì, phải không? Nhờ quyển kinh chỉ mình cách sống, nhờ cái quyển đó mà biến thành mình thành một quyển kinh lưu động, biết ứng xử tùy duyên. Nè, hôm nay tụng cái trang đó, mở trang đó ra, một quyển kinh đâu cần phải tụng từ trang 1 tới trang 10, à trang 100. Hễ tùy theo hoàn cảnh nào dở trang đó. Cuộc đời này cũng vậy, mỗi người có một quyển kinh nhật tụng, nhưng đụng chuyện gì mở đúng trang đó ra tụng. Sống được như vậy là mình có một quyển kinh nhật tụng trong cuộc đời của mình. Nhật là gì? Nhật là mỗi ngày, kinh tụng niệm mỗi ngày gọi là kinh nhật tụng, chứ có gì đâu. Cái áo quý thầy mặc á, cái vuông vuông chỗ này nè, gọi là nhật bình. Nhật bình là gì? Áo mặc mỗi ngày, áo mặc mỗi ngày là nhật bình. Kinh tụng mỗi ngày kêu nhật tụng, mà đâu phải mở ra tự tụng từ trang 1 tới trang 100. Tùy hoàn cảnh cần thiết chuyện gì mở đúng trang đó. Vậy quý vị có kinh nhật tụng chưa? Quý vị được cái chỗ gọi là đối cảnh vô tâm. Vô tâm không có là thờ ơ lạnh nhạt nha. Mẹ nấu cơm cho con, khi con về nửa đêm mẹ nấu món đó rồi mà con vẫn không ăn, nhưng mà giờ mẹ sẽ tùy duyên với con. Vì không ăn, vì con còn nhỏ, con cứng đầu, con bướng, nhưng mẹ không thể vì vậy mẹ không trợ duyên cho con. Nếu không thì tình thương của mẹ chưa đủ, thương con lắm mà làm, mà làm không khổ. Nó tùy duyên. Quý vị hiểu được chỗ này ha. Rồi, một, con xin thầy giảng cho con hiểu ý nghĩa của việc đọc hồi hướng. Hai, chánh niệm là biết được mình đang làm cái gì, nhưng đó
chỉ là một bước một hoặc hai, là phải biết một cách trọn vẹn nữa, đúng là có chánh niệm. Xin thầy cho một thí dụ thực hành chánh niệm. Bây giờ nói trước cái chuyện gọi hồi hướng. Hồi là gì? Hồi là mình quay trở lại mình trước khi mình hướng về người. Pháp Hòa ví dụ, quý vị vừa bước vô chùa, vô nhà, Pháp Hòa mời quý vị ăn cơm. Trước khi muốn mời, Pháp Hòa phải chạy vô bếp dở cái nồi cơm có còn không. Nếu ít quá phải kêu nấu thêm. Trước khi hướng phải hồi. Mình hướng về người ta mà mình không hồi thì làm sao được. Cho nên trước khi mình hướng về ai, mình phải tự hồi mình, coi mình có đủ cái điều kiện đó không. Cho nên tụng xong một thời kinh rồi, hãy quay trở lại hồi về mình. Nãy giờ ba nghiệp mình thanh tịnh ít nhiều, công phu tu tập mình ít nhiều, và bằng tất cả tấm lòng lương thiện lành mạnh, chúng ta xin hướng về cho tất cả mọi người đều nhận được những cái này do cái tâm lành của mình. Cho nên hồi hướng có bốn cách. Một, hồi sự hướng lý. Sự là con tụng thời kinh đây. Lý là con gửi năng lượng tình thương đến mọi người. Cái đó gọi là hồi sự hướng lý. Hồi nhân hướng quả. Tôi tụng một thời kinh đây, mặc dù nó không nói lên sự tu tập gì, nhưng mà ít ra một giờ này tôi cũng định được thân miệng ý của tôi. Tôi không để thân miệng ý tôi tạo những điều bất thiện, nhờ một thời kinh mà ba nghiệp tôi thanh tịnh. Sự là vậy, nhưng mà lý tôi đạt được là tôi đã thanh tịnh được một cái việc là ba nghiệp thanh tịnh được một phần. Cái đó gọi là hồi sự hướng lý, hồi nhân hướng quả. Ngày nào mình cũng tụng, mặc dù tụng còn ló ra, mặc dù tụng còn ló ra, nhưng mà nếu mà nghĩ rằng mình ló ra mà không tụng thì chừng nào mình mới tỉnh, phải không? Cũng giống như mình ăn một cái bánh còn đói, ăn cái nữa, ăn đến khi nào mình no. Ăn một cái bánh đó thôi, ăn cái không no, ăn cái nữa có sao đâu, khỏi ăn thì mãi mãi đói. Cho nên hồi hướng có bốn nha: hồi lý, hồi sự hướng lý, hồi nhân hướng quả. Bây giờ cái thứ ba nè: hồi tiểu hướng đại. Hồi tiểu hướng đại là gì? Tụng thời kinh này rất nhỏ, nhưng mà tâm lượng mình rộng lớn là hướng đại. Hay nói một cách khác, bữa nay giữa công chúng như vậy nè, đang im lặng, cái bà đó bà đứng dậy bà chửi tôi một câu, nhưng mà giờ tôi nhịn bà để mà mọi việc trong này nó yên ổn. Cái đó gọi là hồi tiểu hướng đại. Mình là nhỏ, đại chúng mới là lớn. Gia đình cũng vậy, nhiều khi vợ nhịn chồng, đó là hồi tiểu hướng đại đó. Nếu không nhịn thì cái gia đình nó nát hết. Con cái đang học hành trong kia kìa, bây giờ tôi với ông mà gây gỗ là nó bị stress, nó bưng bơ, nó căng thẳng, nó không học bài được. Thôi về nhịn ông chút, ra ngoài hít thở đi, kiếm việc khác làm đi, để cho nhà nó yên. Cho nên đôi lúc đó, không phải tụng kinh mà hồi hướng. Nhưng mà cái ý nghĩa hồi hướng đã để cho chúng ta lan xa trong đời sống hàng ngày. Có đôi lúc trong cuộc sống chúng ta phải hồi tiểu hướng đại. Mình chỉ là cái nhỏ, gia đình mình là cái lớn, đại chúng mới là cái lớn. Hiểu được cái thứ ba chưa? Rồi bây giờ cái thứ tư nè: hồi tự hướng tha. Tự là mình, tha là đại chúng, mọi người. Và mình sống vì mọi người sẽ vui, mà mình sống ích kỷ vì mình không vui. Tại vì cuối cùng cô độc con mình, phải không? Hồi hướng có bốn cách ha: hồi sự hướng lý, hồi nhân hướng quả, hồi tiểu hướng đại, hồi tự hướng tha. Như vậy một bài hồi hướng chúng ta tụng không có vô ích, mà nó nói lên được cái tấm lòng từ bi bình đẳng của mình đối với tất cả mọi người. Nhiều khi mình có một lon gạo mà đổ nước vô thiệt nhiều để mọi người có được một chén nước cháo để húp. Đó là hồi tiểu hướng đại đó, hồi sự hướng lý đó. Cái mục đích là mỗi người có một chén cháo, phải không? Thưa đại chúng, đạo Phật hay vô cùng nếu chúng ta biết ứng dụng trong cuộc sống. Còn nếu chúng ta không ứng dụng được thì chỉ là sách vở lý thuyết. Hồi hướng là một hình thức mỗi ngày, nhưng nếu chúng ta nhận được cái cách hồi hướng đó trong cuộc sống này hay lắm. Quý vị thấy một lon gạo mà đổ nước thiệt nhiều đâu có lỏng bóng à, nhưng mà ai cũng vui hết vì mỗi người có một lon nước cháo để hút, phải vậy không? Rồi bây giờ
một cây quạt mở lên, tuy nó không mát được hết nhưng mà cái mát đó đó nó cũng lân la. Bởi vì một người mà nóng nhiệt tỏa ra cái nhiệt, một người mát thì nó ít ra khu vực nào nó cũng mát, tuy nó tiểu nhưng mà gốc này nó cũng là đại. Hay như vậy đó, hiểu được chưa, hồi hướng chưa? Bây giờ chánh niệm, ngày hôm qua mình nói chánh niệm là khả năng nhận biết tất cả những gì trong cuộc sống của mình. Uống nước biết đang uống nước, ăn cơm biết đang ăn cơm, giận biết mình đang giận, nói biết mình đang nói. Đó là bước đầu. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ dừng ngay bước đầu là giận biết tôi đang giận mà không biết làm gì để cho cơn giận nó lắng xuống thì chánh niệm chưa trọn vẹn. Giận biết tôi đang giận, vì vậy tôi sẽ tìm cách nào làm cho cơn giận tôi được nguôi. Cho nên có bài kệ trị bệnh giận nè: cái giận làm tôi xấu, biết vậy tôi mỉm cười, quay về thủ hộ ý, từ quán không buông lơi. Mình hút thuốc, hút thuốc chánh niệm mà, hút tôi biết tôi đang hút nè, vậy tôi hút gói cũng sao, tôi biết tôi hút một gói. Chánh niệm mà, bắt bí với chánh niệm không? Anh biết anh hút thuốc, nhưng mà anh có biết rằng hút thuốc nhiều hại phổi không? Nếu anh biết hút thuốc nhiều hại phổi thì anh phải giảm hút, bỏ từ từ tới chỗ bỏ hút thì anh mới sống trọn vẹn với chánh niệm của sự hút thuốc. Có bài kệ giúp cho anh nè: hút thuốc phì phà phải khổ thân, tim gan phèo phổi cháy tiêu dần, bỏ được nó rồi tim gan mát, khỏi phải tốn tiền được yên thân. Như vậy chánh niệm là một sự nhận biết giây phút hiện tại, nhưng không có thể dừng ngay đó mà chúng ta thấu triệt chiều sâu của nó. Giận nói lời mất khôn, ăn no quá dù thức ăn rất ngon nhưng mà ăn như vậy người ta cười, mình ham ăn một lát phát ách, vô bàn ăn phải nhìn trước nhìn sau chứ. Mình không có chánh niệm, tôi ăn tôi biết tôi đang ăn, ngon quá ngon quá, ăn mà không biết gì nữa hết thì nó nói gì, này mất chánh niệm. Không, anh ăn anh biết ngon nhưng anh còn biết gì nữa không? Có nhiều người ngồi không, có dĩa à, ăn phải nhường chứ, ông bà người ta nói ăn coi nồi ngồi coi hướng. Có cái ông đó tới nhà người ta chơi mà người ta mời lơi không ăn thiệt. Ngồi vô ăn cái hết cơm mà chủ không mời nữa, ông nghĩ không biết làm sao mà cho ông chủ bới cơm nữa, đang cầm chén nhỏ nhỏ: anh biết không, hồi nãy trên đường tới nhà anh tôi thấy người ta bán cam mà trái này, trái nào trái nấy nó to như cái chén này nè, đưa chén không ra, ý muốn khoe chủ nhà là tôi hết cơm rồi anh bới cơm cho tôi. Ông chủ nhà ông cũng có cách, ông nói trời ơi cam của anh ăn thua gì, cam ở cuối xóm nhà tôi trái nào trái nấy bự như cái nồi này nè. Ông đưa cái nồi cơm không ra. Mình chánh niệm ăn ngon mà quên ai đang ngồi với mình, phải không? Hồi nhỏ mà lên mâm cơm á, được dạy cơm thức ăn trước mặt gấp thôi, không có được với, không có được đứng dậy mà với chồm, không có được lễ phép. Hồi nhỏ là ông bà mình dạy như vậy, không bao giờ Pháp Hòa quên. Một lần dạy thôi, Pháp Hòa nhớ cái năm đó Hòa mới có 7-8 tuổi thôi, thích cái món đó chồm dậy lấy, một cô trong bàn ăn nói liền, từ đó về sau không bao giờ mình chồm cái gì trước mặt mình, còn nếu muốn ăn nhờ người khác lấy chớ không chồm như vậy. Và thậm chí ăn phải dòm ngó trước sau coi coi người ta có đủ ăn không để mình nhường phần, như vậy mới gọi là chánh niệm. Ngon quá ngon quá, ăn cứ ngắm hỏi ăn sao vậy, ăn chánh niệm. Cái này không đúng không, cái này là lợi dụng chánh niệm. Rồi quý vị hiểu được chữ chánh niệm không? Chánh là chân chánh, chánh là chân chánh, niệm là nhớ nghĩ, nhớ nghĩ một cách chân chánh. Ngoài anh biết ăn ngon, anh còn phải chân chánh ai đang ngồi đây, bao nhiêu người nghỉ học biết tôi đang nghỉ học. Cúp cua tôi biết tôi đang cúp cua. Anh cúp cua mà anh biết anh không có làm bài anh mất điểm không, ví dụ vậy đó. Con có một người bạn đạo Công giáo, nhưng qua giáo pháp của thầy trên mạng đã thực hiện được tốt trong cuộc sống.
hay tin thầy đến đức quá trễ nên không được thuận duyên. Vậy xin thầy cho biết chuyến hoằng pháp tới để gặp thầy đảnh lễ nghe pháp. Thầy ơi, nếu mong không thành thì sao? Năm sau thêm cái vé thì thầy sẽ về. Kính bạch thầy, chúng con xin thành chỉ dạy cho chúng con. Một, thầy thường nói tu mót, chúng con bận quá nên thường vừa làm việc vừa tụng chú sám hối vãng sanh, có được không? Con nghe các thầy nói nhìn mọi người thì nhìn những đức tính tốt của mọi người, vậy thì có nhìn sai về người, về con người không? Bây giờ trước hết nói chuyện tu mót. Hình như Pháp Hòa nói cái chuyện tu mót nhiều rồi phải không? Quý vị biết cái chuyện đập lúa rồi phải không? Có nói chuyện đó chưa? Thôi nói nữa sao? Ở Việt Nam mình á, người ta làm lúa đó, người ta đập lúa đúng không? Đập xong rồi á thì một vài bó lúa đó, nó sót lại một số, người ta bỏ qua một bên. Người ta không mướn người vì tiếc mấy hột đó mà người ta phí công mà trả tiền mà chỉ mót mấy hột đó, ta dục đó qua một bên. Nhưng với một người nhà nghèo, tới cái đống, cái đống mạ đó, chịu khó bứt từng hột trong những cái đống dư đó, trong vòng một giờ sau hết cái đống đó, thế nào người này sẽ được một lò? Quý vị thấy tu mót không? Đối với già ta đâu cần. Nhưng nếu mình nghèo, mình không có khả năng mua gạo, chịu khó lợi mót cái đó đi, mình sẽ được một lon gạo ăn. Tu hành cũng vậy, mình không có thời gian ngồi trước bàn Phật tụng giờ, thôi thì tụng trong xe đi, tụng trong khi làm việc đi, niệm Phật trong khi mình làm việc, bất cứ lúc nào nhớ Phật đều được hết. Tại sao không được? Ví dụ mình vừa làm việc mình vừa hát cũng được thôi, nhưng mà nó đâu có tích lũy gì cho mình. Nếu mình vừa làm mà vừa hát, phải không? Đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn, thì tự nhiên cái tâm mình nó cô đơn theo đó. Còn nếu mình vừa tụng kinh, phải không? Mình vừa làm việc mình vừa tụng kinh, đệ tử hôm nay quỳ trước điện chí thành đảnh lễ đấng từ tôn, đã bao phen sanh tử dập dồn, trôi lăn mãi trong vòng lục đạo. Thế Tôn đã đinh ninh dạy bảo mà con còn đắm đuối mê say. Mắt ưa xem huyễn cảnh hàng ngày, tai thích tiếng mật đường vua nịnh, mũi quen ngửi mùi hương bất tịnh, lưỡi dệt theo lắm chuyện gây go. Tại sao không được? Trong khi làm hát nhạc, trong khi đi lái xe được thì bây giờ chuyển thôi. Tu là chuyển chứ có gì đâu. Hồi xưa cái túi mình là toàn tham, tham tiền, tham của, tham danh, giờ bớt mấy đó lại, tham tu. Tu cũng là tham nhưng mà đổi cái cách đó. Hiểu ý vậy đó. Cho nên tu mót là vậy. Cái còn thứ hai, mình nhìn cái tốt của người ta, một là để học, hai á là để làm gì? Để bớt đi cái phiền giận ở nơi mình về người đó. Nhưng không có nghĩa là cái sai của họ mình không thấy. Mình thấy để làm gì? Thứ nhất, để vĩnh viễn đừng học theo. Thứ hai là để làm cho mình biết rằng cái này là dở, và giúp cho cái cơn giận mình giảm, lấy cái tốt của họ để mà xoa dịu cái xấu. Chứ không phải là không biết họ xấu, biết những cái xấu của họ để mình chừa, đừng học. Cái thứ hai là né những cái chuyện đó đối với họ, nhưng cũng không ghét, là vì tôi có phương pháp làm sao để tôi ôm ấp được anh. Ví dụ mình thương con mình, nó lì dữ lắm, mà có được cái gì phải không? Thương mẹ, mẹ ngồi đâu lại ôm hùng mình ấy. Cái thằng này nó lì lắm, mà được có cái ham học, thương mẹ đó. Mình biết cái tính xấu của nó, nhưng mình nhận ra những cái tốt để làm gì? Để thương được nó. Ngài Một Kiền Liên cũng dạy chúng ta như thế. Năm phương pháp để diệt trừ phiền giận, trong đó có một phương pháp: nếu ai đó lời nói không dễ thương, hành động không dễ thương, mà trong tâm còn một chút dễ thương, hãy thương một chút dễ thương đó. Nhưng mà lỡ người đó hành động không dễ thương, lời nói không dễ thương, trong tâm cũng không còn một chút gì để thương, mình phải chịu khó thương chút chút nữa. Vì người như thế là cực kỳ đau khổ. Bởi vì họ đó, lời nói không dễ thương, hành động không dễ thương, trong tâm họ không dễ thương, đa phần không ai thương họ.
Mà bây giờ nếu mình bỏ họ nữa thì mình sẽ không có cách nào giúp họ. Mà Ngài nói một cái ví dụ rất hay, như một người xa thôn xóm, làng xóm cũ đã quá xa, làng xóm phía trước thì còn quá xa chưa tới. Trời đang nóng bức, người này đói khát mỏi mệt, đau khổ vô cùng. Một người xuất hiện nắm tay họ, dẫn vào cho ăn cho uống, xoa dịu họ lại. Một con người đau khổ tột cùng, họ thường hay bướng bỉnh, bất cần đời, họ sẽ còn làm nhiều việc tác hại hơn nữa. Chúng ta hãy mở lòng thương họ, nâng đỡ họ, và làm sao chúng ta dẫn họ. Đây, mình đang đi trên con đường thẳng, thấy ai đang đi lệch, chịu khó nhắc nhắc họ, lùa họ vô, chứ không phải nó đi lệch đẩy nó ra, đi lệch đẩy nó ra, rốt cuộc không còn người nào trong này với mình hết. Người ta đi lệch lệch kiều kiều vô, quý vị thấy ta lùa dịch đó. Đó, ta lùa dịch đi lạc đàn lấy cây khiều khiều. Cho nên đạo Phật nó nằm ngay trong cuộc sống hàng ngày của mình chứ có gì đâu. Đạo Phật đâu có cái gì mà không làm được đâu. Nếu mà mình có con mắt trạch pháp, trạch pháp là con mắt biết tìm pháp tu thôi, tu chỗ nào cũng có chỗ cho mình tu. Nhà Phật gọi con mắt đó là con mắt trạch pháp. Trạch là lựa chọn, lựa chọn pháp tu. Được chưa? Con nghe nói thờ Phật phải thờ ở chỗ cao nhất trong nhà để tránh tội đạp đầu Phật. Chà, cái này khó làm quá nha. Nhưng nếu trong nhà không theo hết Phật giáo là không có phòng, góc nhà thích hợp, ở trên bảo đảm không ăn mặc hở hang trước Phật, vậy có thể thờ Phật trong hobby room ở tầng hầm được không? Cái này là Phật thưa chết. Thưa đại chúng, quý vị đừng làm như vậy và cũng đừng sợ hãi chuyện đó. Bây giờ Pháp Hòa nói vậy nè, mình lên tuốt cái lầu thượng cao nhất mình thờ đi, rồi máy bay nó bay ngang có ngang đầu Phật không? Trên đời này cái gì nó cũng tương đối thôi chứ làm sao tuyệt đối được, phải không? Mà đạo Phật dạy mình á là phải khiêm cung, cho nên mới bắt mình lại Phật, lại để hạ mình, để khiêm cung, để từ tốn. Thế thì Phật không bao giờ sợ ai đạp đầu mình. Đừng có lo chuyện đó. Rồi bây giờ Pháp Hòa xin lỗi ha, đại chúng cầm cây nhang lên cúng Phật tha thiết nè. Trước khi bó nhang mình đem về đó, nằm ở trong cái thùng á, rồi người ta nhập cảng về, người ta ngồi trên cái thùng nhang đó đó để người ta chở hàng đó, mình có biết không? Rồi người ta xe nhang tay người ta không sạch, mình có biết không? Người ta phơi nhang rồi bu kiến đậu, mình có biết không? Làm sao cuộc đời này sạch là khuất con mắt mình thôi. Mình ăn mắm ruốc nữa, rồi nó bu dòi vậy đó, mà hít hà bún riêu không có mắm ruốc, không ngon. Thưa đại chúng, tương đối thôi. Bây giờ trong nhà mình góc nào mà khả năng mà nó lành lặn nhất, nó đẹp nhất là chỗ đó cứ thờ Phật. Không tội lỗi gì hết, vì thờ Phật đâu, Phật đâu có cần mình cung phụng Phật. Nhưng mà thờ Phật để làm gì? Để chúng ta học cái hạnh của Phật, để hằng ngày nhắc nhở mình cái hạnh của Phật. Chứ Phật không cần mình kiếm cái chỗ. Nếu mà Ngài thích cái kiểu như vậy đó, Ngài ở hoàng cung, Ngài làm hoàng thượng không sướng sao? Đi làm một ông tu sĩ làm chi, để rồi giờ được trong cái hình cho tín đồ để trong hình, trong tượng, mang vô gốc để. Không bao giờ có chuyện đó. Thậm chí Việt Nam, quý vị nhớ những gia đình người ta ở ngoài hiên không? Người ta không có nhà mà ta che cái hiên á, vậy mà người ta vẫn kiếm cái bệ người ta để Phật, ta kiếm cái lon sữa bò người ta cắm nhang. Có thấy cái đó chưa? Thấy những cảnh nó có sao đâu. Thờ Phật là tâm cung kính, quan trọng là học hạnh của Ngài. Còn hình thức thờ cách nào tùy hỷ. Quý vị mời khách về nhà, bây giờ nhà quý vị vậy đó, khách không thể nói tôi muốn ở sang như khách sạn vậy đó. Dạ không sao, cho tôi chỗ nào tôi nằm cũng được. Giờ nhà tôi vậy nè, tôi nằm đất đỡ được không? Là được thôi. Cho nên đừng có quan trọng chuyện này. Còn cái vấn đề, nếu mà nói là nếu mà chỉ thờ Phật chỗ nào cao nhất thì chắc có lẽ mấy cái nhà ở sân thượng thờ được thôi. Còn chúng sanh từ lầu 4, lầu 5 này khỏi ai tu hành gì được hết. Phải không? Đó, tượng Phật bây giờ đem lên đây thờ muốn chết, lại muốn xói tráng. Trước khi nó làm ra cái tượng này sao? Nó leo lên đầu, khắc, nó đục, nó đẻo, rồi để vô thùng, rồi nó khiêng, nó giác, nó ngồi, nó chà ở trên đó, biết không? Biết gì đâu, khuất mắt mình là lại muốn chết à. Cho nên đừng có lo chuyện đó.
Quý vị hiểu được cái chỗ này ha. Còn ăn mặc hở hang, thật sự ra trong cuộc đời này chúng ta mặc là để che thân, để mà nói lên cái sự tàm quý xấu hổ của mình thôi. Trời ơi, chứ Phật còn thấu triệt hơn mình nữa. Cái gì mà ngại không ấy, phải không? Là quý Pháp Hòa nói trường hợp này nữa nè. Quý cô, quý chị, cứ việc tụng kinh lễ Phật mỗi ngày, không có gì phải tránh cả. Dù những đó ngày đó mình dơ mình, quý sư cô trong chùa không lẽ không tụng kinh? Chứ cái chuyện đó chuyện bình thường của một người nữ, không có gì phải tránh cả. Còn nếu muốn sạch á, không có chỗ nào sạch, dơ chỗ nào cũng dơ. Đeo Phật vô đây, vô washroom sợ Phật hôi tội, hả miệng ra ngậm Phật rỗng. Chịu nổi không? Rồi còn không thôi á, lột Phật ra nhét vô ống quần. Quý vị thấy không? Cho nên nhiều khi trong cuộc sống mình á, mình tránh vỏ dưa, mình làm vỏ dừa còn hơn nữa. Phải hiểu cái chỗ đó. Mà hiểu đạo Phật rồi mà mình tu không cực khổ, tu không cực khổ, còn tu cái kiểu như vậy nó cực khổ vô cùng. Ăn chay phải có chén riêng, dĩa riêng, tụng kinh phải ngồi xây về hướng nào đó, vân vân. Sắm một cái nồi riêng để nấu cơm, nấu đậu hũ. Sắm một cái chén riêng để ăn chay, sắm một đôi đũa riêng mà không hề sắm một bộ răng riêng. Mới ngày hôm qua nhai vỏ cua rạo rạo, ngày hôm nay nhai đậu hũ mà không thay đổi cái răng. Thay chén, thay nồi, thay tùm lum hết mà răng không thay. Hết giờ nhớ báo nha. Mình làm việc theo Tây à. Nói chơi với còn câu. Người Tây hay lấy tượng Phật đem trang trí. Nếu trong fitness ở phòng sauna người ta trang trí hơn 10 tượng Phật, làm thế nào để có thể vẫn hưởng thụ sauna mà không mắc lỗi với Phật? Thôi thì bây giờ chịu khó lại hỏi Phật đi. Are you okay? Hỏi Phật có Phật ok không? Thật sự ra thưa đại chúng, tại vì mình kính Phật thì mình trọng Phật, vậy thôi. Bây giờ người ta không phải cái đó thì người ta không trọng. Cũng giống như mình, xin lỗi, bây giờ ví dụ mình không phải đạo Chúa, tượng Chúa trước mặt mình cũng chẳng làm gì. Cái người mà ngang đó, chứ còn cái người mà ta mà có biết lễ độ chút thì gặp tượng Chúa cũng phải cúi đầu. Bây giờ người phương Tây họ hay lấy tượng Phật họ làm cái trang trí, mình không cảm thấy thoải mái để mình đi vào đó thì mình đi kiếm chỗ khác. Chứ bây giờ mình vô trong đó rồi mình hưởng thụ sauna, rồi mình hỏi là mình có lỗi với Phật? Không hề mắc tội, không hề tội lỗi gì hết. Phật không có bắt tội gì mình cả. Nhưng mà bản thân mình là một người Phật tử, mình không cảm thấy dễ chịu thì mình đừng tới đó. Mình đi kiếm chỗ khác mình đi. Chứ còn bây giờ mình ở trong đó, mình muốn cái này mà lại muốn được cái kia, mình không thể bắt họ dẹp, nhưng mà cũng không thoải mái mình ấy thì mình làm gì, phải không? Thì bây giờ mình đi kiếm chỗ khác thôi. Chứ còn bây giờ người ta trang trí cái kiểu đó của người ta rồi mình nói làm sao đó. Rồi bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè, có những người người ta xâm tượng Phật trong người, làm sao quý vị nói? Mình đi dạch lưng ai để mà mình biết? Nhưng mà bây giờ thật sự ra đối với mình là một người kính Phật thì mình cho một việc đó là không nên. Nhưng mà người ta cho mấy cái đó là một sự trang trí, chúng ta làm gì hơn, phải không? Xin lỗi, ở quốc gia của mình không bao giờ dám lấy lá cờ quốc gia làm quần áo mặc. Nhưng mà thỉnh thoảng có qua Mỹ thấy có những người may một cái quần đùi bằng lá cờ của Mỹ. Nhưng mà đối với mình là một cái người tôn trọng một quốc gia là không bao giờ làm chuyện đó. Vì đó là cái biểu tượng mà lúc nào mình cũng chào mà. Một cái lễ lớn mình đứng mình chào mà, tại sao mình lại làm như vậy? Quý vị thấy không? Thành thử ra cái đó ăn thua mình. Nếu mình đã kính thì thôi mình giảm cái đó, chứ không làm cách nào hơn. Cô hàng xóm là Phật tử, thấy nhà con có hồ cá có khuyên con bỏ. Xin thầy giải thích ngụ ý của cô đó. Hồ cá là của chồng con người Đức, nếu nên không thể bỏ, có thể làm sao cho không bị tội?
cái cô mà khuyên mình bỏ đó là bởi vì cổ nghĩ rằng một con cá nó phải có tự do, tại sao mình lại nhốt nó như vậy, mình mất tự do. Nhưng mà người ta cũng nghĩ lại, tôi nuôi nó chứ tôi đâu có hành hạ nó đâu, là một. Cái thứ hai, nếu mình muốn thả cá mà mình không có chánh niệm để thả thì coi chừng mình cũng hại con cá đó. Ví dụ nó là một con cá kiển, nó không thể ra ngoài sông, ở ngoài này nó sống được, rồi bây giờ vì lòng từ bi mình đem thả nó xuống, chưa sống ở đâu mà vừa xuống là nó đã chết rồi. Cho nên từ bi thì cũng phải có nhận định lúc nào cần làm việc đó. Thôi thì bây giờ á, mình không thể làm cái chuyện là thả nó đi đâu, tại mình cũng biết chẳng biết để đâu để thả. Mà hơn nữa, cho dù có muốn thả và được thả nhưng mình cũng không có quyền thả, vì con cá đó không phải của mình. Thì thôi bây giờ mình, nếu mình gửi cái tâm niệm an lành, mỗi ngày mình đến đó mình niệm Phật cho nó nghe, mình khuyên nó những cái lời thánh thiện. Quý vị nghe nó nghe không? Nghe. Để Hoặc kể đại chúng nghe. Có một cô Phật tử nuôi cái hồ cá mà mấy đứa con cổ nuôi mà cổ không thể khuyên được. Thì tình cờ cổ mới để cái máy niệm Phật ở bên cái bồn cá đó 10 năm trời, ngày nào cũng cái tiếng niệm Phật. Một hôm nọ có một người bạn bị bệnh, cổ mới lấy cái máy niệm Phật cổ đem cho người bạn đó nghe. Suốt mấy ngày con cá không ăn vì không có tiếng niệm Phật. Sau đó cổ mới nói, sao con cá mấy ngày nó không ăn gì hết, mà cổ cũng cảm thấy nhà mình hình như vắng vắng cái gì. Nhớ trực lại cái máy niệm Phật, gắn cái máy niệm Phật trở vô, con cá tung tăng bơi lội bình thường. Phải không? Thì thưa đại chúng, con cá hay con những cái cây mình nuôi, nếu mình đưa cả tấm lòng mình về đó, nó cũng cảm được chứ không phải là không. Cho nên á, bây giờ mình ở cái hoàn cảnh, có những lúc á, mình không thể thực hiện được cái lòng từ của mình. Vì thứ nhất, nó không phải là cái chỗ của nó. Nếu mà nước sông, cá kiển sao ra đó. Cái thứ hai, mình không có đủ quyền để làm chuyện đó, nếu cái hồ đó không phải là của mình. Thì thôi bây giờ mình làm được gì trong khả năng của mình thì mình làm. Biết đâu chừng con cá này một thời gian sau nó già, nó không sống nổi nữa, thì chồng mình thấy cái sự cực nhọc của nuôi cá phải thay nước và buồn bã khi mất nó, rồi thay đổi ý định không nuôi nữa. Vậy đó, chứ bây giờ mình làm sao hơn. Nhưng mà cái cô kia thì cổ chỉ có cái ý là phải phóng sanh cho nó. Nhưng mà ngược lại, phóng sanh mà không hiểu biết về loài cá nó hợp với nước nào thì đôi khi chúng ta cũng không thể thực hiện được điều này. Thôi thì bây giờ trong cuộc sống, không phải con cá không mà ngay cả con người, có những người chúng ta thấy họ khổ lắm, mình không làm gì được hơn, mình không thể đem họ ra khỏi cái vòng đó được, bởi vì người đang làm khổ họ là chồng họ hay là cha mẹ vợ con gì của họ. Chúng ta chỉ làm được một việc thôi, khổ ngày nào mình an ủi ngày đó, còn hơn là một người khổ mà không có một bàn tay lân mẫn. Đó là chúng ta kết cái duyên với chúng sanh trong mọi khả năng của mình. Thưa đại chúng, có khi người ta gọi điện thoại tới một cái chỗ nào đó, người ta nói như thế này: tôi cảm ơn bạn gọi điện thoại cho tôi. Tôi không bảo đảm, nếu bạn đang buồn, tôi không bảo đảm được là người sẽ làm bạn vui, nhưng ít nhất tôi sẽ là người nghe bạn chia sẻ những nỗi buồn. Nếu bạn đang khóc, tôi không bảo đảm sẽ làm bạn hết khóc, nhưng ít nhất tôi sẽ cho bạn mượn bờ vai để bạn khóc. Tôi không thể bảo đảm tôi sẽ làm được bạn hết nỗi khổ, nhưng ít nhất ngày hôm nay bạn được trút ra những nỗi lòng. Chúng sanh này khổ đa dạng và muôn trùng, thì chúng ta cũng sẽ muôn trùng đa dạng. Có những thứ thuốc cái bệnh hoàn toàn không hết, nhưng có thuốc cầm cự được người này, nhưng trước sau gì cũng đến ngày cuối cũng như thế. Nếu mà nói thôi tôi không cứu khổ được họ đâu, bỏ họ, thì khổ hơn, khổ mà không có người an ủi. Còn một người nào khổ mà chúng ta an ủi được thì đó là cái phước của họ, cũng là cái phước của mình. Cái phước của mình là vì chúng ta còn có khả năng để nói người khác nghe. Sợ ngày nào đó mình hết phước là không có khả năng làm được gì cho ai nữa. Cho nên khi nào còn làm được gì cho ai trong cái cảnh khổ, chúng ta cứ làm để cho họ được cái niềm an ủi. Được như vậy, chúng ta chưa giải được cái nghiệp của họ, nhưng ít nhất khổ của họ chúng ta giảm đi phần nào. Nghiệp thì không thể hết,
không thể giải, nhưng mà khổ chúng ta có thể. Bệnh nan y không hết, nhưng mà cảm mạo ho hen tôi có thuốc cho bạn tạm, được chưa? Rồi như vậy chắc hết giờ. Thôi, kính thưa đại chúng, hôm nay thật sự là một cái duyên lành, tất cả chúng ta đủ duyên để gặp nhau tại đạo tràng Pháp Duyên này, và chúng ta đã dành một khoảng thời gian để chia sẻ những điều thiết thực lợi ích trong cuộc sống hàng ngày cũng như tu học của mình. Mong rằng ít nhiều gì trong lời chia sẻ này đại chúng cũng nhận đi một chút nào đó để làm tư lương thêm, gia vị thêm cho sự tu của mình. Nếu có gì sơ sót, mong đại chúng từ bi bỏ qua cho. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta hồi hướng.